duy thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả trên kênh người dẫn đường coi âm tối nay chúng ta cùng chào đón một người tác giả mới hợp tác với kênh đó là tác giả quyết đô thuận sẽ đọc cho quý vị nghe hai câu chuyện của tác giả quyết đô trong tối nay à, cùng một người tác giả hai câu chuyện này lại đem lại cho chúng ta hai thái cực cảm xúc hoàn toàn khác nhau ở câu chuyện đầu tiên nếu là sự báo oán trả thù một cách đầy rùng rợn đầy kinh dị thì ở câu chuyện thứ hai lại đem lại cho chúng ta sự nhẹ nhàng, bình yên hơn. Và hai câu chuyện sẽ đem lại cho chúng ta những cảm xúc và bất ngờ gì. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Thời nhỏ tôi chỉ có 6 năm sống ở quê sau đó gia đình tôi vào Nam sinh sống cho tới bây giờ Những ký ức tôi nhớ được vì thế cũng không được nhiều Ngoài những lần bà tôi đi ra quán nước của bà Tâm đầu làng Vào cuối những năm 90 Quán nước ở quê tôi chỉ có một cái bàn gỗ với cái ghế dài Nhưng lại là một điểm nuôi tới thường xuyên của những người làm ruộng Hoặc mấy anh chị học ở trường làng gần đó bởi trường làng hồi đó không xây tường bao như mấy trường sau này tôi học ở trong Nam cho nên học sinh có thể tự do đi tới quán bà Tâm Họ đến không chỉ vì cái tài hám nước trà xanh của bà Mà còn để nghe những câu chuyện bà ấy kể lại Những câu chuyện bà kể đời thường lắm Nhưng cũng không kém phần ma mị trong đó Hôm ấy cũng như mọi ngày Nội tôi lại dẫn tôi ra cái gốc đa đầu làng Bà Tâm như mọi ngày mở cái hũ bằng thủy tinh Lấy cho tôi một cái kẹo lạc Sau đó nhìn nội tôi rồi nói Thằng Vĩnh nó chết rồi đấy nội tôi hướng ánh mắt về phía cánh đồng xa xa nơi ấy đang có những bông lúa ngả ánh vàng bà thở dài một hơi đáp lời bà tâm à, tôi biết rồi bà kẻ cũng tội cả nhà thằng ấy còn có mỗi nó ôi cũng là cái nghiệp thôi chị ơi nghiệp mổ trầu nó nặng lắm bà tâm nói xong thì lấy tay quẹt mỏ một cái tiện thể phun miếng nước chầu đỏ ối xuống đất Lúc đó có ông khách ngồi cạnh hai bà cháu tôi Mặc đồ coi bộ sang trọng lắm Tôi đoán chắc là người trên tỉnh về Nghe thấy hai bà già đang nói chuyện Ông ta liền ra chiều tò mò hỏi Nhà anh ta tạo nghiệp nặng lắm mà cũ. Bà Tâm đang cao hứng liền hạ giọng trầm xuống Bắt đầu kể về kinh nghiệp sát sinh của gia đình anh Vĩnh Người mà cả làng tôi gọi là Vĩnh Châu Điên Câu chuyện phải bắt đầu từ những năm đất nước mới được xóa bỏ chế độ bao cấp. Khi ấy, kinh tế thị trường còn nhiều khó khăn với người nông dân chân lấm tay bùn ở làng An Đông. Cho nên đa phần, họ đều phải chạy cơm từng bữa, thì nghĩ gì đến việc dư giả. Dạ? Khi ấy, chỉ có nhà ông Viễn cuối làng là có của ăn của để. Từ khi ông mua được con trâu vào một cái giá rất rẻ của nhà nọ, sau khi mang về xẻ thịt đưa ra chợ huyện bán, ông thu về một khoản lãi lớn từ ấy gia đình ông viễn bỏ nghề làm nông chuyển hẳn sang cái nghiệp giết châu những con trâu ông ta mua chủ yếu ở các làng lân cận hầu hết bọn chúng đều quá tuổi lao động hoặc có vấn đề về sức khỏe cho nên cái giá tiền mà chủ nhân của mấy con trâu ấy nhận cũng không cao lắm còn ông ta thì cứ một lời năm lời mười chả thế mà sau vài năm buôn bán đã trở thành một người giàu có nhất làng sẵn vốn liếng dư giả dạ. Ông Viễn bàn với gia đình mua lại cái khu đất hoang ở cuối làng dựng lên cái lò mổ lớn ở đó. Lại thuê thêm năm sáu thanh niên to khỏe về đào tạo, họ sát sanh thay mình. Còn vợ chồng ông chỉ cần đưa thành phẩm đến với các đối tác trên huyện, trên tỉnh. Từ khi đi vào hoạt động, mỗi đêm lò mổ nhà ông Viễn đều vang lên tiếng kêu ai oán của mấy con trâu bị búa bổ đập đầu. Vào mùa cao điểm, cái lò mổ ấy còn hạ sát cả chục con trâu lớn bé Máu và chất thải của bọn chúng cứ thế được đám thở tống theo đường cống, chảy ra cái hố nhỏ ở phía sau cái lò mổ, gây ra mùi ngai ngái khó chịu suốt ngày đêm. Nhà ông Viễn có ba người con. Đứa đầu tiên là Khánh, hiện đang là một trợ thủ đắc lực cho ông trong việc tìm mua nguyên liệu đầu vào. Anh ta quanh năm suốt tháng lang bạc ở các bản miền núi, thậm chí sang cả Lào, Campuchia để tìm mua những con trâu ngon. Cô con gái thứ hai tên Huệ lấy chồng ở làng bên cũng theo nghiệp cha chuyên đi lấy thịt từ lò mổ của cha mình mang đi đổ mối cho các quán nhậu trên tỉnh còn thằng vĩnh đang trong độ tuổi ăn học cho nên ông viễn gửi nó lên nhà bác ruột ở trên tỉnh để theo học nốt cấp 3 trên ấy công việc của gia đình ông viễn cứ thế diễn ra một cách êm xuôi như một cuồng máy hoạt động theo lập trình sẵn cứ độ cuối tuần là anh khánh lại đưa về mấy cái xe tải lớn nhỏ chở hàng chục con trâu về cái lò mổ để nộp mạng cho nhà ông kể tới đây bà bán nước lại rót một bát trà nóng cho vị khách nọ rồi nói tiếp cái việc làm giàu nhỏ sát sinh thường mang đến thành công rất nhanh chóng nhưng cái nghiệp mà người chủ phải gánh lại rất nặng cộng thêm sát khí nồng nặc tỏa ra từ cái khu đất ấy mới dẫn đến cái sự người khác nhấp một ngụm trà sau đó để cái bát xuống bàn nhìn cụ bà rồi hỏi Vậy gia đình ấy có chuyện gì vậy bà? Bà Tâm thêm thêm một miếng trầu mới cho nội tôi rồi lấy tiếp tục câu chuyện của mình bằng một tiếng thở dài. <laughs> Kể cũng là cái nghiệp số nhà ông ta, đến lúc phải trả cậu à. Bữa đó như mọi ngày cuối tuần, anh con cả nhà ông Vĩnh lại cho xe chở đám trâu về lò mổ của cha mình. Lần lượt từng con trâu được đánh vào trong chuồng để tuần sau lôi ra xẻ thịt. Lũ chầu cứ thế hoàn khoán để cho thằng Tú là người giúp việc ông Vĩnh mới thuê về, dắt vào chỗ chờ chết, như là một định mệnh khó tránh khỏi của tụi nó. Cuối cùng trên xe chỉ còn lại một con trâu lông trắng toát. Nó đứng nép ở góc xe tải, nhất định không chịu tiến tới dù nửa bước. Thằng Tú sau một hồi loay hoay hết cầm dây thừng kéo rồi lại đẩy, cũng chả lay chuyển được con vật ấy. Nó đi vào nhà, ngộ thêm hai người nữa ra sức giúp, Ông Viễn cùng với anh Khánh cũng nhảy lên xe phụ với thằng người làm. Khi lại gần chỗ con trâu trắng ấy, ông Vĩnh mới thấy rõ vẻ đẹp từ bộ lông của nó. Điều ấy làm cho ông khá hài lòng, bởi vì sau này ông ấy bắt được một mối thu mua da trâu lớn trên tỉnh. Mấy con trâu có bộ da đạt yêu cầu đều được họ trả giá rất tốt. Nhưng mấy loại da trâu ấy so với cái thứ mà tay ông đang chạm vào, chỉ có thể nói là chưa bằng một nửa. Ông Viễn dự tính nếu khéo léo lột nguyên bộ da này ra, mang đi bán, có khi còn lời hơn số tiền bán thịt của chục con trâu cộng lại. Người làm của nhà ông Viễn cùng nhau hò rô người kéo người đẩy, mãi mà con trâu ấy mới rời khỏi cái thùng xe tải. Khi bước xuống dưới đất, đột nhiên hai chân trước của nó quỳ xuống như phục phục trước mặt cha con ông Viễn, chứ nhất quyết không chịu đứng lên đi vào chuồng nó hướng ánh mắt mở đục nhìn hai người đàn ông đang đứng trước mặt mình không rống không rên nhưng từ ấy lại chảy ra hai hàng nước mắt một số người trong làng hôm ấy cũng có mặt ở đấy trong đó có ông cụ tuân thấy con trâu có biểu hiện lạ như vậy liền lại cho ông vĩnh rồi nói tôi thấy con trâu này có khôn vậy chắc hẳn là có linh tính nói rồi ông lại chỉ tay vào cái xoáy tròn ở ngay giữa trán con trâu trắng chưa kể đến cái xoáy ấy Châu thường mà có nó Thôi thôi cụ ơi Châu nào mà chả là châu Ông cụ chưa nói hết lời Bà vợ ông Viễn đã nhảy luôn vào họng Ngồi trồm hồm trong ấy Làm cho cụ già chỉ biết thở dài một hơi Còn hai vợ chồng nhà chuột lò mổ Cũng phủi đít đi vào bên trong Không quên để lại đôi lời mỉa mai Từ bà Hồng và ông Viễn Cưỡng Mê với trả tín nhà này vẫn giết mổ đều tay có sao đâu không làm rồi lại đói mốc mỏ ra ấy chứ đám người làm nhờ ông viễn lại cho lời nói của kẻ có tiền là chân lý cho nên cũng không thèm đoái hoài gì đến ông cụ tuân cứ thế kéo con trâu vào nhốt trong một cái chuồng riêng theo lời dặn của ông chủ sau một hồi kiểm tra lại số trâu mới nhập về ông viễn lại lấy con xe được rim lùn mùa trên tỉnh mới cứng chở vợ cùng với thằng con cả về nhà. Về tới nhà hai cha con đi ra giếng rồi qua vài gáo nước cho trôi đi cái mùi phân châu còn ám trên người, rồi mới lên nhà lớn cùng nhau bàn về kế hoạch sắp tới. Lúc này bà Hồng cũng mang lên cho chồng một đĩa lạc rang cùng với chai rượu chuối hột để cho cả hai có cái nhấm nháp. Trò chuyện trà dư tủ hậu cho đến tối muộn, anh Khánh mới cao hứng kể lại cho cha mình nghe về nguồn gốc con châu ấy. Chuyện là đợt hàng vượt rồi Anh Khánh có lên trên bàn để mua châu Ở bàn đó chủ yếu là mối hàng quen của anh ấy từ mấy năm về trước Cứ độ vài tháng anh lại ghé qua nhà trường bạn một lần Để mua lại số châu ông ta thu về từ các bạn khác Sau vài ngày làm việc với tay trưởng bạn Cũng được một đàn vài chục con trâu lớn nhỏ Lại được lão ta mời ở lại Ăn thịt các bếp, uống rượu lá Thêm mấy ngày nữa mới chịu cho về và tất nhiên với cái khiếu ăn nói có sẵn trong người cộng thêm chút men cay trong hơi thở tay trưởng bạn anh khánh sau vài lần đàm phán đã được giảm số tiền mua trâu xuống một khoản kha khá sáng hôm ấy anh khánh cho xe tải đậu ở dưới đường lớn còn mình và hai người phụ việc lùa đàn trâu từ trên bàn tới điểm tập kết để trở về nhà đoạn đường từ trên cao xuống dưới ấy khá khó khăn cho nên khi mấy người bọn họ đặt chân ra đường lớn cũng là lúc hoàng hôn buông xuống đang định lùa mấy con trâu lên xe để trở về thì cả ba người thấy có một người thanh niên dẫn một con trâu trắng tiến về phía mình đợi cho người kia lại gần hơn anh khánh mới nhận ra ấy là thằng quảng a báo người trên bàn thằng báo đứng trước mặt ba người nở một nụ cười nham nhở rồi nói chúng mày có mua con trâu này của tao không anh khánh xua tay từ chối thôi ở cái bản này ai chả biết mày là thằng nát rượu làm gì có trâu mà bán Hay lại ăn cắp ở đâu phải không Mày lại nghĩ xấu cho cái bụng của tao rồi Tao uống rượu bằng tiền tao làm ra Chứ xưa nay tao có ăn trộm của ai đâu Vậy con trâu này ở đâu mà có Thằng A Báo vỗ vỗ tay lên người con trâu nói Đây là con trâu hôm nọ đi rừng Tao bắt được đấy Nói rồi Nó lẻ lưỡi ra Quẹt ngón tay trò vào đó Rồi giơ lên trời nói tiếp Tao thề Tao mà nói láo thì giàng Thôi được rồi Mày bán giá bao nhiêu Anh Khánh vừa nói Tay vừa mở khóa chuẩn bị trả tiền cho thằng Báo Ông Viễn nghe kể tới đây Liền nhấp ngụm rượu khả lên một tiếng rõ to rồi hỏi Thế à, mày mua con trâu ấy của nó giá bao nhiêu Anh Khánh giơ mấy ngón tay ra trước mặt nói Còn mua nó bằng một nửa giá của mấy con trâu khác Thấy cái giá mua vào quá hời như vậy Ông Viễn không khỏi vui sướng vỗ tuổi cái đét lõ to Khá lắm Đúng là con trai của ta Đoạn ông đứng dậy vào trong nhà đi ngủ Để đêm nay Chính tay ông sẽ mổ thịt lột ra con trâu trắng ấy Hai vợ chồng ông Viễn vừa mới chợp mắt được một chút Thì cái chuông điện thoại bàn Mới được ông mắc ở phòng khách hồi chiều hôm qua Đeo lên đi ngồi. Thời ấy ở quê tôi muốn gọi điện thoại phải đạp xe lên trên bưu điện xã để thuê theo phút. Để có được một cái đặt ở nhà như ông Viễn thì chủ nhân phải bỏ ra một số tiền không phải là nhỏ. Tiếng trường điện thoại vẫn vang lên hối thúc. Ông Viễn ngồi dậy xỏ đôi dép ngáp một hơi dài, về oải đi ra phòng khách nhấc cái ống nghe áp lên tai rồi nói. Alo, ai à, đầu dây đấy? Bên kia có giọng phụ nữ có vẻ gấp gáp lắm. Đêm nay thầy bu có thịt trâu không? Ông Viễn nghe thấy thì nhận ra ngay Ấy là của con gái mình Trong đầu ông suy nghĩ chả hiểu làm sao Lại gọi vào cái lúc này Chả lẽ nó bắt được mối lớn Nên gọi dặn hàng trước Có Thế bên đấy Có người dặn lấy thêm à Không Thầy đừng có thịt con trâu mới mua về Ông Viễn cảm thấy hơi bực bội Với cái thái độ của con gái Liền hậm hực nói Ồ Thế không thịt trâu thì lấy cái gì mà sống với lại hồi chiều thằng anh mày trở về cả chục con trâu biết đâu mà lần bà hồng nấy giờ trời ơi bức không ngủ được nghe thấy tiếng chồng nói lớn thì ngồi dậy đi tới chỗ ông viễn rồi nói thế à, nửa đêm khuya khoắt thế này mà ai còn gọi điện đến cho mình vậy ông ông viễn liếc mắt qua nhìn vợ rồi đưa cái ống nghe về phía đó rồi nói còn huệ gái điệu của bà gọi đấy Bà Hồng nhanh chóng đưa tay ra đón lấy áp vào má nói Huệ đấy à Thế à mày gọi thầy bu có chuyện gì không Chị Huệ bấy giờ mới kể lại cái giấc chiêm bao khi nãy Mình mới trải qua cho mẹ nghe Trở về mấy tiếng trước Sau màn tâm sự mỏng của đôi vợ chồng trẻ Chị Huệ nằm chằn chọc mái mà vẫn chưa thể số giấc ngủ về được Vì trời hôm nay quá nóng Cây oi bước mùa hè lại thêm cái gió nồm làm cho tường nhà cũng vã cả mồ hôi. Bên kia anh chồng chị đang kéo gỗ đều tay. Chắc là sau một ngày làm việc nặng nhọc, thời tiết cũng không thành vấn đề với anh ta. Chị vợ vẫn nằm đó, thi thoảng lại phép phải kết quạt giấy mấy cái để xua đi mấy giọt mồ hôi trên người. Chẳng biết được bao lâu, thì bỗng có một con gió lạnh thổi ngang qua chỗ chị nằm. Kèm theo đó là tiếng mõ châu lọc cọc ở ngoài sân khẽ vọng vào. Mới đầu, chị cứ ngỡ rằng đôi tay mình nghe nhầm, cũng chả thèm để ý tới làm gì Nhẹ nhàng quay lưng vào trong để ngủ tiếp Nhưng cái âm thanh ấy không hết Mà càng lúc lại càng rõ rệt hơn Chị Huệ lắng tai nghe cho gió Mới nhận ra ấy không phải tiếng mõ châu bình thường Mà là âm thanh của một ai đó dùng cây gó vào cái mõ trâu theo nhịp rất là đều tay Cọc cạch, cọc cạch Âm thanh gó mõ ấy chả mấy chốc Cuốn hút chị Huệ Nó khiến cho chị rời khỏi màn đi về phía cánh cửa chính lúc nào không hay Chị Huệ nhẹ nhàng đẩy cho cánh cửa làm bằng gỗ cũ kỹ của nhà mình Từ từ hé mở Cái bản lề lâu ngày không được tra dầu Phát ra âm thanh ken két Vậy mà anh chồng vẫn nằm im không có một động tĩnh gì Chị nhón chân bước qua cái bậc cửa hướng ra ngoài sân Trời mùa hè ít mây lại cộng thêm trăng 16 sáng tỏ cả một khoảng sân rộng lớn Mọi cảnh vật đều hiện lên rõ ràng trước mắt chị cọc cả cọc cạch tiếng mõ vẫn vang lên đều đặn ở ngoài ấy mặc dù chị huệ cố dò tìm xem âm thanh ấy phát ra từ đâu nhưng lại chẳng thấy gì ngoài một khoảng không gian trống vắng điều ấy khiến hối thúc tính tò mò trong người chị huệ lên cao hơn chỉ hít một chút không khí vào trong mũi sau đó từ từ bước xuống sân mỗi bước chân của chị tiến tới âm thanh ấy lại gần và rõ hơn một nhịp được độ hơn chục bước chân Chị nhận ra mình đã bị lạc vào một vùng sương mù dày đặc. Làn sương ấy đậm đặc như khói đốt rơm che khuất tầm nhìn của chị Huệ. Nó khiến cho chị ta bị mất phương hướng. Trong khi đang mỏ mẫm đi trong vô định, chị nghe thấy tiếng của một ông già nói văng vẳng bên tai mình. Còn chầu trắng đó là thú cưỡi của con tinh trên bàn. Nếu giết thịt nó, cả nhà người sẽ phải trả giá. Chị Huệ còn chưa kịp nhận ra tiếng nói của đối phương phát ra từ đâu Thì đã có một thứ gì đó kéo chị ta thẳng vào bên trong nhà Chị giật mình mở mắt Theo phản xạ ngồi phát dậy Bên tai vẫn còn vang vọng từng lời nói của ông lão nọ Cái thứ âm thanh ấy nghe rất nhẹ nhàng Nhưng lại có sức mạnh đánh thẳng vào mạng nhĩ của chị Huệ Nó làm cho đôi tay của chị sau khi tỉnh dậy Vẫn còn kêu lên ong ong Anh chồng đang ngủ cũng bị vợ đánh thức dậy khẽ xoay lưng sang hỏi nhà mình có chuyện gì thế không có gì đâu mình ơi chị huệ trả lời đoạn vòng tay ôm lấy chồng ngủ tiếp mà giấc ngủ lại chẳng đến với chị mà thay vào đó là sự lo lắng khiến đột gan chị nóng như lửa nằm mái không được chị đành ngồi dậy đi ra phòng khách nhấc điện thoại quay số gọi về cho cha ruột bà hồng nghe con gái mình kể xong mặc dù không tin tưởng vào mấy câu chuyện mê tín dị đoan nhưng cũng cảm thấy rùng mình bởi từ chiều đến giờ có ai nói cho nó biết về con trâu trắng mới mua đâu. Bà ở mấy câu lấy lẻ rồi đặt cái ống nghe xuống, sau đó quay sang phía chồng mình rồi nói. Hay mình đừng thịt con trâu trắng ấy nữa, chứ còn Huệ nó kể vậy, tự nhiên tôi cảm thấy lo lắng quá ông ạ. Ông Viễn nghe thấy vợ mình nói thế, liền đưa tay lên miệng e hèm mấy câu, rồi ra giọng trách móc. Ở cái bà này, bị hâm dở à? Tạ tinh nào rồi? Bà không làm thì tôi làm Để nó ở đấy mà nuôi báo cô à? Nói rồi ông đi vào bên trong nhà thay đồ Chuẩn bị đi qua lò mổ Bà Hồng chỉ biết đứng đó thở dài một hơi Thì lại nghe thấy tiếng chồng từ bên trong nhà nói vọng ra Bà hãm cho tôi một ấm nước trà thật đặc vào Để lát nữa tôi uống rồi ông Viễn ở bên trong lại lẩm bẩm trách móc Con mới chặt cái Từ tối đến giờ vừa chập mắt được tí Thì gọi tới nói mấy cái tinh với trả tả Bớ vẩn Một lúc sau ông Viễn từ trong phòng bước ra Thấy ấm chả nóng đặt ở trên bàn Liền rót một chén uống cạn Rồi mới leo lên xe chở vợ tới lò mổ Bắt đầu một ngày làm việc mới Cái xe máy nhẹ nhàng lướt đi trên con đường làng đầy ổ gà ổ chó Bà Hồng ngồi sau lưng chồng thấy êm ái Thì tấm tắc khen Xe nhiều tiện có khác Chạy êm ra phết thầy em nhé Cha bù khi xưa đạp xe qua ổ gà Nó thụt một cái Muốn gãy cả xương chậu Ông Viễn được thể lên giọng nói Gớm Mấy tấn thóc đấy Bà xem cả cái làng này Đã có ai mua được xe máy như nhà mình đâu Bà Hồng nghe chồng nói thế Lại càng tỏ ra vui sướng cho nhà mình giàu nhất làng mà cứ cái đà phát triển như mấy năm nay thì chả mấy chốc lại giàu nhất huyện ấy chứ chả đùa cái suy nghĩ làm giàu ấy khiến cho bà quên luôn lời cảnh báo của cô con gái mấy phút sau ông viễn dừng xe trước cổng lò mổ bà hồng bước xuống đi thẳng vào bên trong còn chồng dắt con xe tới chỗ cái cây trứng cá dùng xích khóa lại vào tới khu vực giết mổ thấy thằng tú đang ngồi trước cái lò lửa cháy tí tách chốc chốc nó lại rụt cùi vào Để cho cái nồi chứa nước lớn mau sôi Thấy hai ông bà Viễn từ ngoài đi vào Nó đứng dậy phủi tay Dính đầy nhọn nồi vào cái đít quần rồi hỏi Sao hôm nay hai ông bà đến sớm thế Ông Viễn nhìn thằng Tú Rồi lại đảo mắt nhìn qua đám thợ một lượt Sau cùng Ánh mắt ông ta dừng lại chỗ con trâu trắng Ông Viễn chỉ tay về phía đó rồi nói Hôm nay đích thân tao phải ra tay xử lý nó chứ để mấy đứa làm tàu cảm thấy không an tâm chút nào nói đoạn ông viễn vẫy tay gọi thêm một thằng nữa tới để phụ ông kéo con trâu ra chỗ cái cọc sắt lớn được đổ bê tông gần đó đấy là nơi đám thợ nhà ông viễn hành quyết không biết bao nhiêu con trâu khi cả ba người tiến đến trước cái ngăn nhốt con trâu trắng trong lúc thằng tú đang loay hoay tháo cái xích sắt để dẫn nó ra thì con trâu lại có hành động giống như ban chiều lần này hai thằng người làm cho ông viễn còn cảm thấy có một luồng hơi lạnh phát ra từ thân thể con vật đang quỳ gối trước mặt mình thằng tú lúc này cảm thấy hơi rét liền đẩy mắt qua cho thằng tuấn ý bảo là mày ở giúp tao bảo kéo nó ra nhưng khi thằng tú nhìn qua nét mặt thằng tuấn nó nhận thấy suy nghĩ của thằng kia cũng chả khác mình ông viễn thấy hai thằng giúp việc cho mình có ý đùn đẩy nhau liền nóng máu nói lớn Hai uh, thằng mày đứng đó làm gì Mau vào giúp ta một tay Hai đứa chúng nó nghe ông Viễn nói vậy Đành phải cắn răng đi tiến đến chỗ con trâu Cầm sợi dây cháo luồn qua mũi Kéo nó ra khỏi chuồng Con trâu ấy dường như có linh tính biết rằng Mình sắp bị mấy người kia mang đi hóa kiếp Nó nhất định không chịu đứng dậy Mà cứ thế phủ phục dưới đất Nó hết nhìn ông Viễn lại đến hai đứa kia Khẽ lắc lư cái đầu như muốn van xin nhưng cả ba người ấy đều không thèm quan tâm Đến những hành động ấy của nó Họ cứ thế xông vào Người kéo kẻ đẩy Lôi nhất quyết lôi con trâu tới chỗ hành hình Con vật ấy bị dồn tới chỗ chết không thể van xin được Nó liền phản kháng lại bằng cách lồng lộn lên Cả ba người thấy con trâu phát điên Vội vàng nhảy ra khỏi chuồng Để tránh cặp sừng nhọn hoắt của nó hút phải Cũng may cho bọn họ Một đầu dây khi nấy thằng Tú vẫn chưa kịp gỡ ra còn chầu trăng ấy sau một hồi chống cử Cũng bắt đầu cảm thấy thấm mệt Nó đứng im một chỗ hướng ánh mắt đỏ ngầu về phía ông Viễn Hai lỗ mũi của nó mở to hết cỡ Tạo ra những tiếng thở Điều ấy lại càng làm cho máu nóng trong người ông Viễn dồn lên não nhiều hơn Còn mặt thằng Tuấn thằng Tú bây giờ xanh ngắt Chả khác gì tàu lá chuối Bà Hồng thấy thế liền có ý cản chồng Thôi không hạ sát con vật ấy nữa mà để bán cả con cho lò mổ khác. Nhưng phía ông Viễn dễ dàng bỏ qua món lợi nhuận lớn từ việc bán ra châu. Ông gạt tay vợ mình ra, nói giọng dứt khoát. Bà vắn ra chỗ khác, để tôi làm việc. Dứt lời, ông Viễn tiện tay chụp luôn cái vổ lớn, lao tới chỗ con châu. Con vật ấy cũng lùi lại mấy bước, sau đó nhằm hướng kẻ kia lao đến sống chết một phen. Ông Viễn lách người qua một bên, và trong một sát na cánh, ông ta dồn hết sức lực tạo ra một cú đạp thật lực vào đúng cái xoáy nằm ngay giữa chán của con trâu bộp một âm thanh khô khốc vang lên cơ thể con trâu ngay sau đó đổ vật xuống đất máu từ mũi từ tai cứ thế tuôn ra xối xả trước con mắt ngỡ ngàng của bà hồng và mấy người thợ bọn họ sau mấy giây trợn mắt há mồm vì cú đánh chính xác của ông viễn sau đó cũng sắn tay phụ ông chủ lôi con trâu ra chỗ cái cống thoát nước nhỏ ông viễn chọn ra một con dao bầu loại nhỏ tiến tới chỗ con trâu kẻ mũi nhọn và ít hầu của nó chọc mạnh một cái để cho máu từ bên trong con vật đáng thương ấy tràn ra bên ngoài theo dòng nước cống trôi đi thường ngày công việc này do chú trước đảm nhiệm nhưng hôm nay chú ấy phải đi chăm vợ đẻ trên trạm xá cho nên không có ai làm công việc này về phần ông viễn sau khi rút con dao ra khỏi cổ họng con trâu ông thở vào một cái đoạn rút điếu thuốc lá ra châm lửa rít một hơi dài ngựa cổ sảng khoái phun ra làn khói trắng dày đặc thằng tú cũng mau chóng lấy cái gáo nước nóng sẵn sàng dội vào con trâu để chuẩn bị cạo lông thì bị ông viễn cản lại rồi nói tắm nước lạnh cho nó thôi rồi để ta lột cả da lẫn nông nó mang đi bán mới được giá chứ cạo hết lông thì con nào chả giống con nào Bọn thợ nghe theo lời dặn của ông chủ Lúc con trâu rất cẩn thận Lóc lấy lớp da phát lên cây xào Giống cách người làng thường hay phơi chăn bông Còn lại lớp thịt xương Sau một hồi cũng bị chia ra làm nhiều phần Cho hai ông bà mang đi bỏ mối Xong việc Họ lại đập đầu thêm con trâu nữa Tiếng rào tiếng thớt cứ thế lạch cạch Cho đến khi mặt trời ló dạng Lúc này cũng đã có một vài con buôn Cũng tới để lấy hàng mang đi bán lẻ trong số đó có cả chị huệ con gái của ông bà viễn thấy con gái tới bà hồng liền tiến đến bên cạnh hỏi sao không để lát nữa thầy bu tiện đường mang qua cho chị huệ nói nhỏ này có khi con nghỉ một hôm thôi bu ạ à. từ đêm qua tới giờ bụng dạ con nó cứ làm sao ấy bà hồng lo lắng nói chết thế à, kêu thằng chồng nó trở đi khám xem sao bụng dạ khó chịu có khi là đậu thai rồi đấy không còn lo cái giấc mơ đêm qua ông viễn nghe được những lời nói của đứa con gái lọt vào tai liền gắt nhẹ để cho nó khỏi nói ra kẻo mấy người ở đây không dám mua thịt trâu của mình mệt thì nghỉ vài hôm để à, tao với bua mày đi giao cho mơ với chả mộng vớ vẩn vậy là xác thịt con trâu trắng ấy cùng với mấy con trâu khác được đám người nhà ông viễn đưa đi đổ cho các mối và tất nhiên như dự tính của ông viễn bộ da trâu ấy được bên làm da họ rất thích họ trả cho ông một cái giá rất cao tay chủ mua da lại còn không ngớt lời khen bao nhiêu năm đi mua da trâu đây là lần đầu tiên tôi trông thấy bộ da đẹp như thế này đây bác ạ về phần chị huệ hôm ấy cảm thấy trong người không được khỏe cho nên tạm nghỉ một hôm để lên trạm xá khám kể đến đây giọng bà tâm có vẻ tiếc nuối trên đó người ta nói nó có thai được mấy tuần quán lúc nào cũng có thêm vài vị khác nữa đến để uống trà bà tâm tạm dừng kể với tay lấy cái phích cạnh đó hám một ấm nước trà mới sau đó rót ra mấy cái bát con chào cho khách một vị khách nọ ghé miệng thổi cho hơi nước từ chén trà bốc lên rồi mới đặt môi nhấp ngủ ông ta nhìn về phía bà cụ bán nước rồi nói cô ấy có thai sao bác có gì đó không được vui vậy Chắc cậu là người ở xa mới đến nên không biết Vị khách lúc nãy bấy giờ mới lên tiếng Vâng đúng rồi cô Anh ấy là đồng nghiệp làm ở trên tình với tôi Thế mọi chuyện tiếp theo ra sao Cụ kể nốt cho mọi người cùng nghe đi Bà Tâm gật đầu rồi đảo mắt nhìn qua phía mấy vị khách khác Câu chuyện của bà Tâm đang kể làm cho họ cảm thấy tò mò về diễn biến tiếp theo của nó bà tâm hạ giọng nói <laughs> đúng là nghiệp tới có chạy cũng không được sự trả thù của con trâu ấy bắt đầu sau ba ngày nạn nhân đầu tiên của con trâu trắng ấy không ai khác chính là chị huệ đứa con gái duy nhất của hai ông bà đêm hôm ấy chẳng thành gió mát hai ông bà viễn hồng nổi hứng đi ngủ sớm trong lúc hai vợ chồng đang tỉ tê tâm sự thì bên ngoài phòng khách cái điện thoại đổ chuông inh ỏi phá nát không gian yên tĩnh của màn đêm ông viễn đang trong cơn cao trào bị làm cho mất hứng trong lòng cảm thấy bức bối khó chịu lắm ông đi tới chỗ cái điện thoại nhấc lên giọng hậm hực alo ai mà gọi giờ này vậy đầu dây bên kia trả lời giọng có vẻ gấp gáp thầy ơi vợ con nó bị làm sao ấy Ông Viễn trong giây phút cũng lúng túng không biết bên kia có chuyện gì, liền hỏi lại Thằng Tuấn, mày nói cho thầy nghe rõ con Huệ nó bị sao? Bà Hồng đang nằm trong phòng ngủ đợi ông Viễn vào Nghe thấy chồng nói con Huệ có vấn đề, bụng dạ cũng bắt đầu đánh lô tô Bà ngồi bật dậy tiến đến chỗ ông hỏi Ông ơi, con gái mình nó làm sao vậy? Ông Viễn đang ngậm ở ở đầu xây bên kia nghe vợ hỏi liền đặt ống nghe xuống rồi nói giọng gấp gáp bà thay đổi lẹ lên con huệ nó đang phải nằm cấp cứu trên trạm xá kìa ông ông nói sao lẹ lên ông viễn gắt đoạn xỏ tạm cái quần dài dắt con xe ra ngoài sân rồi cả hai vợ chồng chở nhau lên trạm xá xã lên tới nơi vì lo cho con gái ông viễn phóng thẳng xe vào trong dựng chân trống đánh kịch một cái trước cửa phòng cấp cứu anh Tuấn đang đi qua đi lại trong cơn lo lắng tột độ Thấy bố mẹ vợ tới liền chạy lại Bà Hồng nước mắt ngắn dài rồi hỏi Còn Huệ đã bị làm sao mà phải cấp cứu Còn không biết nữa Vợ còn đang ngủ tự nhiên cô ấy nói mớ gì đó rồi lên cơn co giật Thế nó nói cái gì? Ông Viễn hỏi sen vào Anh Tuấn kéo hai ông bà ra một góc kể lại Hồi lúc nãy hai vợ chồng con đang ngủ thì Đến đây cảnh tượng ban nãy lại hiện ra trong đầu anh rõ một một Lúc ấy anh đang nằm thao thức không ngủ được Vì lần đầu tiên được lên chức bố Cũng một phần tính đến chuyện mở thêm cái quán ăn trên phố huyện Để cho vợ đỡ phải đi lại vất vả Anh Tuấn cứ thế nằm chở mình như cá rán Bên ngoài từng làn gió mát đung đưa tán cây nhãn lách qua khe cửa sổ vào trong phòng Lẫn trong âm thanh xì xào của cơn gió ấy Anh Tuấn bỗng nghe thấy có tiếng phì phò Phì phò Anh Tuấn hồi nhỏ có một thời gian dài đi chăn trâu thuê Cho nên biết rất rõ đây là tiếng của một con trâu đực rất lớn Âm thanh ấy đích thị là nó đang chuẩn bị tấn công một thứ gì đó Anh ta liền hé mắt nhìn qua khe cửa sổ Miệng lẩm bẩm. Quái lạ Châu nhà ai lại vào đây giờ này nhỉ Bên ngoài gió đã ngừng thổi Trước mắt anh là một khoảng không gian tĩnh lặng Phì phỏ, phì phỏ Âm thanh ấy lại một lần nữa phát ra to và rõ hơn lúc nãy Anh Tuấn cảm thấy nó ở ngay sát mặt mình liền đưa tay gạt cái then đẩy cho cánh cửa sổ mở bung ra Đến lúc này, mặt anh Tuấn biến sắc Khi đập vào mắt mình là một con trâu màu trắng rất lớn Anh ước chừng nó phải to gấp 3-4 lần Cái con trâu mộng bình thường còn châu ấy thấy người bên trong nhà mở cửa ra Thì hạ thấp cơ thể Hướng ánh mắt đỏ như hai cục máu Nhìn về phía đối phương thủ thế tấn công Anh Tuấn nhìn hành động của nó Toàn thân toát mồ hôi lạnh Lúc nào không hay Còn châu lồng lên một cái Rồi hướng thẳng cặp sừng Về phía chồng chị Huệ mà lao tới Trong giây phút anh Tuấn không kịp suy nghĩ gì Chỉ biết đưa tay lên che mặt lại Một giây Rồi hai ba giây trôi qua anh Tuấn vẫn chưa thấy động tính gì Mới từ từ bỏ tay xuống Thì thấy con trâu trăng ấy đã biến mất từ lúc nào Anh thở nhẹ một hơi Coi như vừa mới thoát nạn Mặc dù trong lòng vẫn còn đang thắc mắc Không hiểu con trâu ấy vào Và ra khỏi đây bằng cách nào Anh Tuấn gạt mấy câu hỏi Không có lời giải đáp ấy qua một bên Nằm xuống ôm vợ ngủ Bỗng chỉ huệ vợ anh Đưa hai tay ôm đầu Miệng liên tục nói mớ Tha cho tôi Tha cho tôi Rồi chị ta kêu đau đầu dữ rồi Anh Tuấn chưa kịp phản ứng gì Thì mắt chị Huệ trợn ngược lên trên mái nhà Xương hàm trèo qua một bên Rớt rái chảy tèn lè Rồi toàn thân có giật đùng đùng Hốt quá anh liền kêu người Chở vợ lên chạm giá Bà Hồng nghe anh con rể kể đến đây Liền nhớ lại đến cái con trâu trắng Mấy hôm rồi Lò mổ nhà mình giết thịt Bà đùng mình một cái cảm thấy toàn thân lạnh Như mới được rồi nước đá Bà nhìn sang phía ông Viễn rồi nói Thôi chết rồi ông ơi Lần này họa thật rồi Ông Viễn cũng đang rối bời Thấy vợ xoắn hết cả lên liền gắt Bà im xem nào Đúng lúc này bên trong phòng cấp cứu có tiếng mở cửa Một bác sĩ nữ từ bên trong ấy bước ra Nhìn ba người một lượt rồi nói Ai là người nhà bệnh nhân thị huệ? Ờ, à, tôi tôi là bố tôi là chồng cô ấy. bác sĩ khẽ thở dài rồi nói. nhà mình ở bình tĩnh nghe tôi nói. cả ba người nghe vậy cảm thấy không gian xung quanh mình bắt đầu tối sầm lại. đôi chân bà hồng đứng không vững phải tựa vào vai chồng để nghe bác sĩ tiếp tục nói. bệnh nhân huệ được đưa vào đây trong tình trạng não bị tổn thương khá nghiêm trọng. chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân diễn biến nhanh quá, cho nên đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc đến đây tiếng khóc bắt đầu rõ rệt hơn mọi người theo tôi đi làm thủ tục nhận xác bác sĩ nói xong liền quay lưng bước đi anh tuấn cũng theo chân bà ấy tới phòng làm thủ tục bây giờ chỉ còn hai ông bà đứng tựa vào nhau bên trong phòng cấp cứu xác của chị huệ cũng được hai y tá đẩy ra Nhìn thấy đứa con gái mình bị phủ khăn trắng Ông Viễn bàng hoàng không tin vào mắt mình Liền mở tấm khăn che mặt ra Trong giây lát cả hai ông bà đều nhìn thấy giữa chán chị Huệ Xuất hiện một hình tròn màu đỏ to bằng nắm tay Nó từ từ chuyển từ màu đỏ sang tím bầm Trông như mấy cái vết búa tạ in trên chán Mấy con trâu bị lò mổ nhà ông đập chết Cả hai hoàng hốt nhìn nhau Rồi lại nhìn xuống xác con gái Lần này vết tích ấy biến mất không một dấu vết khiến cho họ hoang mang lo lắng. Ông Viễn hướng ánh mắt nhìn ra khoảng sân trống, bấy giờ mới nhận ra rằng lời cảnh báo của đứa con gái mình là hoàn toàn chính xác. Anh Tuấn sau một hồi làm thủ tục nhận xác cũng thẫn thờ tiến lại cho bố mẹ vợ. Cả ba nhìn nhau một lúc lâu, không một ai thốt lên câu nào. Sắc Chị Huệ lúc này đang được đưa lên một cái xe cấp cứu nhỏ mà lúc nãy chồng chị đã thuê phía trạm xá để chở vợ mình về. Ông Viễn cố gắng cản giọng nói mấy lời với bà Hồng. Bà với thằng Tuấn lên xe, theo mẹ con nó về nhà đi. Rồi quay lưng bước về phía cái xe Dream, Đổ máy chạy thẳng về phía lò mổ, thông báo cho đám thợ ở đó nghỉ mấy ngày, để ông lo đám tang con gái. Khi chiếc xe ông Viễn cầm lái, cùng với cái xe cấp cứu vừa lăn bánh rời khỏi trạm xá xã, thì cây me lớn trồng ở sân trước cửa phòng cấp cứu đột nhiên vang lên tiếng cồn cột cồn cột một số bác sĩ trực đêm hôm ấy còn kể lại là âm thanh giống như có con trồng mộng đang mải sừng vào đó sáng hôm sau khi kiểm tra lại chỗ gốc me ấy họ còn thấy có vết cọ sát lớn trên thân cây về phía gia đình ông viễn ngày đêm hôm ấy cũng với anh tuấn chạy đi thuê người dựng bạt cắm cờ chuẩn bị cho đám tang chị huệ bà hồng bởi vì quá xúc động ngất lên ngất xuống nên cũng chả giúp được gì sáng hôm sau cái quan tài sơn màu đỏ chóe được bên dịch vụ mai táng trở từ trên phố huyện tới người dân xung quanh ấy nghe được tin buồn cũng kéo qua chia buồn ông viễn không muốn để cho người làng bàn tán về chuyện nhà mình cho nên từ đêm qua đã dặn vợ và thằng con rể bà và thằng tuấn đừng có kể lại chuyện xảy ra tối qua đấy nếu có ai hỏi thì chỉ nói là con Huệ nó bị bệnh chết thôi Lo mà chay cho con xong Tôi tìm thầy Pháp giỏi trên tỉnh về Điểm chết cụ con châu ấy Vậy là hàng xóm của bọn họ cứ nghĩ rằng Vợ anh Tuấn bị trúng gió mà mất Lại còn tự dặn lòng rằng Là đêm phải đóng cửa lẻo cẩn thận kẻo gió nó vật cho méo mồm Chứ không hề biết rằng Ở trong một góc nào đó Có một ánh mắt đỏ ngầu sắc lẹm đang nhìn chằm chằm vào gia đình ông viễn tới giờ hoàng đạo một vị sư bắt đầu đọc lên bài kinh để cho mấy người làm nghề niệm xác thực hiện công việc của mình một lúc sau phường bát âm cũng cho cây kèn xô lên miệng tấu lên những khúc nhạc ai oán bởi vì bố mẹ chồng của chị huệ mấy năm nay đi vào miền trung theo con gái út sinh sống hôm qua anh tuấn có đánh điện vào trong đó chắc đêm ngày mai họ mới về đến đây cho nên anh phải nén nỗi đau mất vợ con Cùng với bố mẹ vợ Lo tiếp đón bà con hàng xóm xa gần Trong lúc tiếng kèn trống Đang liên tục tấu lên mấy khúc nhạc ai oán Thì bên trong nhà Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên Ông Viễn đứng cạnh đó Tiện tay nhấc ống nghe áp vào má rồi nói Alo Đầu xe bên kia có một âm thanh trầm đục Của một người đàn ông phát ra Alo, xin phép cho tôi hỏi Đây có phải là số điện thoại của anh Tuấn không ạ? À? Ờ, ừ, đúng rồi Nhưng nó đang bận có gì không? Vậy anh là... Đầu xe bên kia hỏi Ông Viễn trả lời Tôi là bố vợ của nó đây Ồ, vậy thì ra là thế Thảo nào nãy giờ tôi gọi về số máy ở nhà ông mà không được Ông Viễn ngạc nhiên hỏi lại Thế anh là ai Mà tìm tôi có việc gì không Đầu xe bên kia hạ giọng nói xuống một chút rồi nói Tôi là người trực nhà xác bệnh viện tỉnh Đêm qua có tiếp nhận một ca tử vong do tai nạn giao thông Lục trong tước quần nạn nhân Thấy một số giấy tờ tùy thân Mang tên Khánh Và cuốn sổ ghi danh bạ điện thoại Ông Viễn nghe đầu xe bên kia nói tới đây Chân tay buồn rộn Xuyết cầm không nổi cái ống nghe anh tuấn thấy vậy liền chạy lại đỡ lấy bố vợ rồi áp tai vào điện thoại bên kia người đàn ông tiếp tục nói ban đầu chúng tôi xác định tai nạn là do tài xế bị xe tải mất lái tông thẳng vào gốc cây ven đường nạn nhân khánh chết ngay tại chỗ còn tài xế xe tải dập nát hai chân đang trong tình trạng hôn mê anh tuấn im lặng mấy giây rồi nói cảm phiền anh cho tôi xin cái địa chỉ để lát nữa người chúng tôi sẽ sắp xếp qua đó À chúng tôi ở Anh Tuấn lấy cây viết ghi lại địa chỉ vào một tờ giấy rồi cúp máy Sau đó kéo bố vợ ra chỗ vắng người Cũng may nãy giờ tiếng kèn xô áp đi phần nào của hội thoại Cho nên bà Hồng không biết nhà mình mới nhận thêm một tin dữ Anh Tuấn kéo bố vợ ra tới chỗ vắng trao tờ giấy cho ông rồi nói Bây giờ con phải lo tang cho vợ Không theo thầy đi qua cho anh Khánh được Ông Viễn cầm lấy tờ giấy mắt rừng rừng nói Thôi, anh cứ chở thầy ra bến xe Rồi tôi theo địa chỉ này qua bên ấy cũng được Trong lúc thầy đi vắng, anh nhớ để ý sức khỏe bà ấy Nói rồi, ông đút tờ giấy vào túi Móc ra cái chìa khóa xe máy đưa cho anh con rể Anh Tuấn cầm lấy chạy vào Lái con xe chở bố vợ ra bến xe gần đó ông viễn leo lên xe khách theo địa chỉ ghi trên tờ giấy đến tối muộn mới tới nơi sau một vài thủ tục kiểm tra giấy tờ ông được mấy vị bác sĩ dẫn tới ngăn chứa xác của con trai mình khi cánh cửa ngăn kéo bằng sắt to đùng được mở ra sắc anh khánh cũng theo mấy con lăn trượt ra ngoài ông viễn tiến lại gần đưa đôi bàn tay run run lật tấm khăn trắng phủ trên người con trai ra Ông hoàn toàn chết lặng khi nhìn thấy phần đầu cái xác ấy Chỗ lồi chỗ lõm không nguyên vẹn Giữa chán của anh Khánh bị một vật gì đó tác động mạnh Đâm sâu vào bên trong não Nhìn vào những vết khâu nham nhở Có thể thấy chúng còn dính một chút bột thạch cao Dùng để định hình khuôn mặt Ông Viễn khẽ rùng mình đẩy cái xác lại Một trong hai vị bác sĩ đứng cạnh cất giọng nói Tôi à, rất lấy làm tiếc về mất mát của gia đình ông hiện người tài xế xe tải đi chung với nạn nhân đã tỉnh lại một chút nữa bên phía cảnh sát sẽ lấy thêm lời khai ông viễn khẽ quay mặt qua rồi nói anh có thể cho tôi gặp nó được không đấy là thằng tùng cháu họ xa với nhà vợ tôi vì bác sĩ đứng kế bên đưa ngón tay lên chỉnh lại cái mắt kính nhìn người nhà nạn nhân rồi nói vậy sao mời ông đi theo tôi nói xong bác sĩ ấy dẫn ông viễn đi dọc theo dãy hành lang dài và vắng vẻ đến trước cửa một căn phòng. Ông Viễn theo chân vị bác sĩ ấy bước vào. Bên trong mùi thuốc khử trùng bốc lên nồng nặc. Ở phía cuối phòng kê một chiếc giường nhỏ, trên đó có một người bị băng bó hết phần thân dưới. Thấy có tiếng chân người đi vào, anh ta mở mắt hướng khuôn mặt tím bầm, nhìn về phía hai người. "Chú mới tới hả? Thằng Khánh có sao không?" Nói xong mấy câu, anh Tùng lại nhăn mặt đau đớn ông viến thấy thế liền ngồi xuống bên cạnh không nói gì vì bác sĩ nọ cũng tiến lại gần bắt đầu thăm khám cho anh ta sức khỏe của cậu ổn hơn rồi đấy chỉ cần nằm đây nghỉ ngơi vài ngày là có thể chuyển qua khu phục hồi chức năng được rồi lúc này từ ngoài cửa cũng có hai người mặc bộ đồng phục cảnh sát màu vàng bước vào một trong hai người đó nói với bác sĩ chào bác sĩ Chúng tôi có thể trao đổi một vài thông tin với tài xế vụ tai nạn hôm qua được không? Vị bác sĩ nọ nhìn về phía anh Tùng Nhận được cái gật đầu của anh ấy Ông ta mới quay sang hai người cảnh sát nói Vâng, các anh cứ tự nhiên Nhưng à, nhanh lên nhé, để bệnh nhân của tôi còn nghỉ ngơi Bác sĩ nói xong, liền cầm đống hồ sơ bệnh án bước ra khỏi phòng Một chiến sĩ công an tiến lại gần cho anh Tùng rồi hỏi anh có đủ tỉnh táo để trao đổi với chúng tôi chứ? Vâng, anh cứ hỏi Người công an đứng phía sau Giờ tập hồ sơ ra Nhìn vào đó nói Theo như vết lốp xe để lại hiện trường Chúng tôi nhận thấy chiếc xe tải Do anh cầm lái đột ngột chuyển hướng Tông vào gốc cây ven đường Mặc dù khoảng thời gian tai nạn Xảy ra đoạn đường đó rất vắng vẻ Thời tiết cũng không làm giới hạn tầm nhìn Anh Tùng nghe vậy liền nhộm người dậy nhưng cơn đau lại kéo anh ta nằm xuống đâu có đêm qua khi xe tôi đi tới đoạn đường đó có rất nhiều sương mù ngoài ra còn ông viễn nghe tới đây liền nắm tay cháu mình hỏi cắt lời còn gì nữa có phải con trâu trắng không ông viễn vừa dứt lời lập tức mấy cặp mắt đổ dồn hết về phía ông anh tùng ngạc nhiên nói Sao, sao chú lại, lại biết à? Hai tay cảnh sát giao thông cũng tròn mắt nhìn nhau Không hiểu hai người đó nói chuyện gì Rõ ràng chỗ tai nạn xảy ra từ lâu đã không còn trâu nữa Một trong hai người quay sang nói với anh Tùng Chuyện xảy ra như thế nào? Anh có thể kể lại cho chúng tôi nghe được không? Đoàn anh ta lấy cuốn sổ tay bấm cây bút bi Chuẩn bị ghi chép lại những gì nạn nhân sắp kể ra anh tùng nhờ chúng mình kê cao cây cối bắt đầu kể lại hồi đêm hôm qua đường khuya vắng vẻ anh tùng cứ thế nhấn ga cho chiếc xe chở chục con sâu chạy bon bon về lò mổ nhà ông viễn dưới ánh đèn xe loang loáng soi sáng một khoảng không gian tối mịt từng hàng cây hiện đã trước mắt cả hai người đoạn đường anh tùng đã đi đến mòn cả lốp xe nên cũng tự tin phóng lắm ấy vậy mà chả hiểu sao đêm nay anh vừa đi được mấy cây số thì không gian xung quanh chiếc xe tải bị một làn sương mù dần dần che phủ. Màn sương ấy lúc đầu chỉ lờ mờ như khói thuốc. Lúc ấy, anh Tùng chỉ nghĩ ấy là khói do ai đốt lá cây phả ra đường. Nhưng anh Tùng càng đi về phía trước thì cái xe lại càng bị chìm trong khói trắng, cho đến khi không gian trước mặt bị sương khói che kín tầm nhìn. Trước tình cảnh ấy, anh Tùng chỉ biết giảm tốc độ cho cái xe tải từ từ lăn bánh. Anh Khánh ngồi bên cạnh thấy hiện tượng kỳ lạ Thì quay sang nói Quái lạ nhỉ Sao hôm nay lại có sương mù Cái này tao không biết nữa Nói đoạn anh ta lấy hướng ánh mắt tập trung nhìn vào cái kính lái Để cho cái xe từ từ tiến về phía trước Mong sao thoát khỏi màn sương mù dày đặc kia Trong lúc đang tập trung vặn cái vô lăng Anh Tùng nghe thấy tiếng mấy con trâu đằng sau thùng xe bắt đầu lồng lộn lên chúng phá cho cái xe tải lắc lư kêu lên rầm rầm được một lúc thì dừng lại chiếc xe tải chở họ đi thêm một đoạn nữa thì thoát ra khỏi không gian mịt mù sương khói kia anh tùng thấy vậy liền đạp ga mạnh hơn để tăng tốc nhanh hơn về phía trước nhưng cái xe chưa phóng đi được bao lâu thì anh khánh chỉ tay về phía góc đường phía trước rồi thét lên tung cẩn thận có con trâu kìa anh tùng nghe thấy vậy thì giật mình nhìn về phía bên ấy Bỗng anh thấy một con trâu trắng đang nhắm thẳng cặp sừng nhọn hoắt lao rầm rầm tới chỗ hai người Một trâu một xe suýt chút nữa thì hút vào nhau Thì con trâu ấy bỗng nhiên biến mất Ngay trước mặt hai người Cả hai chưa kịp thở vào nhà nhóm Thì cái bánh lái tự nhiên bẻ sang một bên Rẽ cho con xe lệch ra khỏi đường nhựa Kể đến đây anh Tùng nhìn xuống đôi chân gãy Rùng mình một cái rồi nói Lúc đó cháu thấy trời đất tối sầm trước mặt Khi mở mắt ra đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi Ông Viễn nhìn cháu mình thở dài Thẳng Khánh Nó mất rồi Giọng ông Viễn nghẹn lại Đôi bàn tay cũng từ từ siết chặt vào nhau Ép cho hai hàng nước mắt lăn xuống Nhà chú Bị con trâu trắng ấy báo thù nói xong ông im lặng cúi đầu làm cho không gian trở nên nặng nề hơn bao giờ hết hai chiến sĩ công an cũng đứng dậy đội nón lên chuẩn bị bước ra khỏi phòng một trong hai người nói cảm ơn anh và bác đây đã hợp tác với chúng tôi mong hai người sợ vượt qua nỗi mất mát này nói rồi cả hai quay bước đi ra khỏi phòng trên đường đi về một trong hai người nhìn lại cuốn sổ ghi chép nói quái lại nhỉ rõ ràng bên phía kiểm định báo về là cái xe ấy trước khi xảy ra tai nạn hoàn toàn không có hỏng hóc gì nếu tài xế không tác động lên vô lăng thì làm sao nó lạc tay lái được người cảnh sát nom có vẻ già hơn quay sang nói cái này tôi nghĩ không giải thích được đâu nói rồi cả hai leo lên xe trở về trụ sở cảnh sát tỉnh ở bên trong phòng bệnh Hai chú cháu nhà ông Viễn kể cho nhau nghe về cái nạn mà họ mới trải qua. Trong lòng ông lúc này cũng hơi áy náy, vì giờ mình về lo cho thằng Khánh, thì thằng Tùng lại không có ai chăm sóc. Anh Tùng nhận thấy được nỗi băn khoăn của chú mình, thì liền nói. Chú cứ an tâm đưa anh Khánh về đi, cháu ở đây có y tá chăm mà. Ông Viễn đàn mấy đầu ngón tay vào nhau, im lặng một hồi lâu. Cuối cùng ông đứng dậy nói. Thôi thì đành vậy Để mấy bữa nữa xong đám thằng Khánh chú lại lên Tiền viện phí để lát chú thanh toán hết cho Nói rồi ông Viễn bước ra khỏi phòng Tìm một cái xe hợp đồng chở xác Đưa anh Khánh về quê nhà tổ chức đám tang Cái tin nhà ông Viễn chưa đầy một ngày Mà đã mất đến hai người con Chả mấy chốc đã được lan truyền qua cả mấy làng lân cận Từ lúc chiếc xe cấp cứu chở xác anh Khánh về tới cổng làng Cho đến khi vào tới nhà Người dân làng An Đông ra xem đông lắm Chiếc xe đỗ ở trước cổng nhà Ông Viễn mở cửa xe bước vào bên trong Mấy người bên mai táng liền tập trung Khiến xác anh Khánh vào bên trong Đặt nằm lên trên cái giường kê ở giữa phòng khách Ông Viễn thấy thằng Vĩnh ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài đường Thì chỉ biết thở hắt ra một hơi Rồi kéo cái ghế ngồi cạnh nó nói Bác mới chở con về hả? Bà bố con có trong nhà không? Thằng Vĩnh im lặng không nói gì Anh Tuấn đang cùng với đám thợ bắt cái đạp đám ma Nghe thấy tiếng bố vợ liền leo xuống cho ông nói Mẹ vợ nghe tin anh Khánh mất Chịu không nổi đạt kích Nên người ta đưa qua nhà hàng xóm rồi ạ Thế à, bên vợ anh sao rồi? Thầy u con cũng mới về Nên con sang đây phụ thầy một tay Chứ thằng Vĩnh nó còn bé quá Mà một mình thầy làm sao mà lo nổi Ông Viễn khẽ gật đầu rồi đi vào bên trong nhà Bây giờ cũng chả còn suy nghĩ thêm gì được nữa Sau đó thủ tục khâm liệm được bên dịch vụ mai táng tiến hành một cách nhanh chóng Để không quá giờ hoàng đạo Vậy là tiếng kèn tiếng trống ai oán của cả con trai lẫn con gái ông Viễn Thì nhau tấu lên những bản nhạc xé lòng người nghe Nhưng mọi chuyện tai hoa vẫn chưa kết thúc trong ngày hôm đó Đến chiều muộn, người làng đến viếng đám ma đang ngồi trò chuyện về cái chết của thằng con trai ông chủ nhà Bên trong bà Hồng đang khóc ngất lên ngất xuống bên cái áo quan Thì bỗng nhiên bà cảm thấy bên tai vang lên âm thanh rầm rập Tiếp theo đó là tiếng người sân la hét Châu điên bà con ơi Bớ người ta Bà Hồng cùng với ông Viễn hoảng hốt chạy ra ngoài sân xem Lúc này cả hai cùng sợ đến tiếng hồn Khi thấy cả một bầy châu đang hùng hổ phá nát cái rạp đám tang Mấy người lúc nãy còn ngồi lại trò chuyện rôm rả với nhau Bây giờ cũng vắt chân lên cổ chạy tám hướng. Nhưng bảy châu ấy lại không thèm để ý tới bọn họ mà cứ lao vào đám người làm nhà ông Viễn mà tấn công. Trong đó, có một con châu trắng xông thẳng tới chỗ ông Viễn. Trong thoáng chốc, ông thấy ngực mình bị xuyên thủng một lỗ lớn, cả cơ thể ông bị con châu nhấc bổng lên cao. Nhưng khi nhìn lại chỗ mình vừa mới đứng lúc nãy, ông Viễn lại thấy cái xác mình đang đổ gục. Ngày sau đó, đám trâu còn lại cũng lao vào tấn công bà Hồng. Chúng sẫm đòi ruột bà ấy ngay trước mắt hồn ma ông Viễn, trước khi kéo cả hai về cõi âm tạo địa phủ. Kể tới đây bà Tâm thở dài nói, <laughs> Cả gia đình chết hết, thằng Vĩnh cũng bị trâu hút loi cả ruột nằm viện mấy tháng mới tỉnh lại, nhưng thần chí lại không bình thường. Bác nó chịu không nổi bèn tìm cách đuổi nó về quê thằng tuấn thấy tội quá mang về nuôi mà cả ngày thằng ấy cứ đi lang thang khắp nơi rồi thì trái hiếu làm sao đêm qua nó chui vào lò mổ bỏ hoang của gia đình chèo cổ chết trong đấy bà tâm kể đến đây thì dừng lại chỉ tay về phía cánh đồng phía xa bà nội tôi cũng nhìn về hướng ấy ở nơi đấy người ta đang đẩy cái xe tay chở quan tài của một người về nơi an nghỉ cuối cùng đây, thằng Vĩnh đây Bà cụ tâm thở dài nói Đoạn chuẩn bị thu dọn quán Kết thúc một buổi bán hàng Quý vị vừa đón nghe xong Một câu chuyện mới của tác giả Quyết Đô Lần đầu tiên hợp tác với kênh người dẫn đường Coi Âm Và câu chuyện của tác giả Quyết Đô Cũng rất là hay đúng không ạ à? Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng đón nghe Thêm một câu chuyện nữa Cũng của tác giả Quyết Đô nhé Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây Đêm nay trời âm u Gió lạnh từng cơn thổi vào mảnh vườn nhỏ Chút ánh sáng có cái đèn dầu hắt ra từ ngôi nhà nhỏ Trông thật cũ kỹ siêu vẹo Như muốn đổ xuống bất cứ lúc nào Làm cho cái không gian ấy càng trở nên quái dị Giữa khu vườn đó có một cây me già Vườn những tán lá ủ rũ đung đưa theo gió Mà khi trông từ xa Ta cứ ngỡ như những cánh tay của một loài quái vật đang múa theo một điệu nhạc ma quái nào đó. Trong phút chốc một tia chớp rạch ngang trời, chiếu tia sáng màu xanh soi sáng hình ảnh. Đôi chân của một người đàn ông đang giật lên những cái cuối cùng. Trước khi lìa xa trần thế, bởi sợi dây thừng đang trọng qua cổ ông ta. Người đàn ông vừa mới lìa đời ấy tên là Phước. Trở lại 5 phút trước, Ông Phước đứng trên cái ghế đầu đặt cạnh gốc me già Tay run run thắt một cái thỏng lọng Mặt ông đã nhòe đi vì hai hàng lệ Đang lan dài trên gò má đầy vết chai sạn theo năm tháng Ông tìm đến cái chết Bởi vì giờ này ông đã mất tất cả sau lần đánh cược lớn Lại còn nợ một số tiền không nhỏ của bọn xã hội đen Ông Phước hít một hơi thật dài Từ từ trong cổ mình vào sợi dây thỏng lọng Hướng ánh mắt nhìn về phía ngôi nhà một lần cuối cùng rồi nghiến răng hất đổ cái ghế tiếng dây thừng căng lên cực độ thắt chặt vào cổ của ông phước mắt ông bắt đầu mở dần mở dần cho đến khi ông thấy cơ thể mình nhẹ bẫng từ từ bay lên cao nhưng rồi trong một phút chốc ông lại bị chính cái gốc me kia hút vào bên trong từ đó linh hồn của ông phước bị giam trong thân cây me trải qua biết bao nhiêu năm tháng chứng kiến bao sự đổi thay của đất trời Đến nay cây mẹ ấy cũng sắp tới ngày phải bị chặt bỏ Ngày hôm qua thôi khi đang hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt Theo cách gọi mà mấy bọn oan hồn uổng tử Vẫn thường hay nói với nhau Ông Phước nghe thấy câu chuyện của hai người đàn ông Đang bàn tính với nhau về kế hoạch Đốn hạ cây mẹ cổ thụ này Để xây dựng một tuyến đường quốc lộ lớn Chuyện linh hồn của ông Phước còn mắc kẹt trong cái thân cây này chỉ có ông và cái thứ đang giam giữ linh hồn của ông ta mới biết mà thôi. Năm xưa khi người dân phát hiện ra cái xác của ông, cũng đã tổ chức cho người xấu số một cái đám tang theo đúng nghi lễ của người Việt Nam. Mặc dù không thích cái tính cờ bạc của ông, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Với lại xưa này, cái con sâu đẻ này sống một mình không có con cháu, thôi thì coi như làm việc thiện, đặng mà để đức cho con cháu đời sau. Chỉ có cái bọn hôm qua cho ông Phước vay nặng lái Để đập con lô 89 Ấy vậy mà nó lại về 90 Là cảm thấy tức tối Khi nhận được tin con nợ của mình Tự hóa kiếp mây mù để mà trốn nợ Linh hồn ông Phước nằm ở bên trong thân cây me Trông thấy hết tất cả những gì diễn ra xung quanh mình Chỉ tiếc là không có ai khóc lóc thảm thiết Cho linh hồn ông được hưởng cái cảm giác Được người thân tưởng nhớ Khi ra đi về vùng xa thẳm À mà ông có ra đi được đâu linh hồn ông và cái cây me này nó dính chặt với nhau thành một thể như hình với bóng lúc đầu ông phước cũng cảm thấy khó chịu lắm về sau dần dần ông cũng quen với cảm giác đó trong một lần tình cờ ông còn phát hiện ra mình có thể điều khiển được những cành cây me đung đưa qua lại lần đấy linh hồn ông phước hơi quá tay làm cho cành me bị gãy kêu lên răng rắc sau đó rơi xuống đất báo hại cặp tình nhân đang thả hồn vào nhau dưới gốc me sợ đến tím cả mặt còn ông thì nhăn mặt đau đớn vì cái vết thương trên cây me ấy nó chả khác gì vết thương trên cơ thể của ông sau cái lần cặp tình nhân bị ông vô tình dọa cho sợ đến nỗi chạy teo cả mật về nhà chả hiểu sao cả hai lại lăn đùng ra sốt ly bì thế là họ lại đồn nhau rằng ở cái gốc me ông phước treo cổ có mà đấy và con ma đó chính là oan hồn chưa siêu thoát của ông ta vậy là một đồn mười mười đồn trăm chả mấy chốc nó lại thành cái giai thoại ma gốc me có bà lại dựa vào cái chết của ông phước mà suy đoán ông đã trở thành một con ma thần vòng mà nhắc tới ma thần vòng thì người dân ở đây ai mà chả sợ mặc dù cái lúc đưa cái xác ông xuống họ đã làm đủ thủ tục để cho oan hồn người chết không bị oán khí tích tụ mà trở thành thần vòng họ nghĩ ông thầy cúng nọ làm thế không ăn thua vậy là để cho an toàn họ lại mời thêm một thầy pháp khác ngày đầu vị này ngoài tài bắt ma trừ quỷ ra còn có thể trị bệnh nan y rất mát tay mấy bà bán nước ở gần chỗ thầy hành nghề còn kể lại rằng là ôi rồi ôi thầy yến giỏi lắm đấy nhá mấy người bị câm điếc câm điếc bẩm sinh đấy nha Vậy mà đến với thầy Chỉ cần thầy vả nhẹ một cái thôi Là lại nói chuyện được ngay Bà khác lại chen vào Cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn Đấy, nói đâu xa Nhà gần tôi có cái thằng Vinh Vợ bị câm tử nhỏ Thường vợ cũng đưa đến thầy nhờ chữa Nói đến đây Bà ta nhổ miếng nước chầu Đánh tuẹt một cái xuống đất Chép chép miệng nói tiếp Thầy chỉ một lần khỏi luôn Thế là về nhà Cô vợ nói từ sáng tới chiều Có lần hai vợ chồng mất con gà Thế là cô vợ chả biết học được đâu cái bài chửi Vậy là cả xóm tôi nghe cô ta chửi lên một hơi Ba ngày liền Bà bán nước Lúc này mới trợn tròn mắt nhìn bà kia hỏi Ghê thế hả bác Thế thì lại ghê quá đi ấy chứ Cho nên sau lần ấy Chồng nó lại dẫn vợ đến nhà thầy Yến Để xin thầy chữa cho vợ mình Cầm trở lại cho anh ta được yên thân Rõ khổ những người hàng xóm của ông Phước nghe được những lời có cánh ấy, cũng tin cô Yến này chắc hẳn là một vị thần tiên nào đó, được bên trên cử xuống trần gian tu luyện để cứu nhân độ thế. Họ còn tưởng tượng cô đẹp lắm, phải cỡ mấy cô hoa hậu chứ chả chơi. Ấy vậy mà khi gặp lại là một người nửa nạc nửa mỡ, thân hình thì ục ịch cũng cỡ hơn tạ thịt. Nhìn lên khuôn mặt chỉ thấy một lớp phấn dày, cứ như là tuyết phủ trên núi vào mùa đông. Nếu cào hết lớp phấn ấy có thể thấy được phần da rỗ như tổ ong Vậy là cái ông thầy nửa nạc nửa mỡ ấy Nhận một số tiền không nhỏ từ mấy người hàng xóm của ông Phước Lập đàn làm phép dưới cái gốc mè quài bộ hoành tráng lắm Cũng bái lầm rầm suốt cả một ngày Tiền vàng gạo muối cứ phải gọi là bay tứ tung Linh hồn ông Phước ở trong thân cây Nghe thấy ông thầy Pháp đọc phép cho mình Mà toàn đọc nhầm sang tên bố ông Cũng lắc đầu ngao ngán mà ông cụ thân sinh ra ông phước giờ này chắc cũng đã đầu thai từ bảy đời rồi. ông phước suy nghĩ mấy cái người này thật khéo vẽ chuyện mời thầy pháp về cho tốn kém. Chẳng phải đốt cọng dây đi là không trở thành ma thần phòng được nữa hay sao? mà ta có trở thành ma cũng là con ma để ma số cho thỏa cái đam mê nghiên cứu số học của ta chứ? Ấy lại nhắc tới cái thứ mà ông mê nhất khi còn sống đó là cờ bạc lô đề Cũng vì những thứ đó mà vợ con ông bỏ đi biệt tích cho đến giờ Chả biết là còn sống hay đã chết Nghĩ đến đây ông Phước thoáng có chút buồn rầu Nhìn xuống mấy cái bát hương vứt lăn lóc dưới chân Nó làm cho linh hồn ông nhớ lại một quãng thời gian Cũng gọi là huy hoàng lắm chứ Bởi vì ngày nào cũng được người ta cũng cho nhang đèn bánh trái để xin số đề cái chuyện ông Phước từ một con ma thần vòng Bỗng nhiên trở thành con ma thần đề Cũng là bởi một dịp tình cờ Tối hôm ấy ông Phước đang nhắm mắt thưởng thức cơn gió dịu mát Thổi qua tán lá của cây me Xua tan đi cái oi bức mùa hè Bỗng ông cảm nhận được một mùi hương chậm lẫn trong không khí Từ từ bay vào trong mũi ông Cái mùi thơm dịu nhẹ ấy làm cho linh hồn ông Phước cảm thấy dễ chịu vô cùng Ông hít thật sâu thêm mấy cái nữa phải nói nó đề mề sảng khoái còn hơn cái món thuốc nào hiệu cô mến mà ông rất thích khi còn sống trong khi ông còn đang lâng lâng thì có một giọng của một người đàn ông lầm rầm cầu xin một điều gì đó mà ông không nghe rõ ông phước dừng hít khói nhang mở mắt nhìn ra lại đến chỗ gốc mè vào lúc đêm khuya thành vắng không một bóng người này trước mắt ông là hai thằng thanh niên gầy như que củi mục đang chắp tay vái lại coi bộ thành tâm lắm ông phước lắng tai nghe xem tụi nó nói cái gì một lúc sau ông mới hiểu rằng là hai cái thằng đam mê số học kia mang trái cây đèn nến để cầu xin linh hồn ông phước ban cho tụi nó một con số nghe xong những lời cầu xin của hai thằng nọ linh hồn ông phước ở trong gốc me giờ khóc giờ cười ông đành lẩm bẩm chửi thầm đuổi tụi nó đi mẹ mấy thằng hầm tao mà biết để về con nào thì tao đã không cho cổ chết Xin với chả khỏ Đánh con 89 Nó lại về con 90 Thôi Ông Phước vừa xích lời Nhìn xuống thấy hai thằng kia Lại mình còn hơn là bộ củi Bởi vì tụi nó vừa mới nghe loáng thoáng Trong tiếng gió thổi Có một giọng nói của ai đó Nhắc về con số 89 hay 90 gì đó Kể ra cũng khôi hài Cái thằng cha ma đẻ này khi còn sống đánh đủ các kiểu mà chưa một lần biết đến mùi vị của việc ăn con lô nó như thế nào. ấy vậy mà khi chết đi, lão đọc con nào là để về con nấy. Hai cái thằng que củi kia về nhà gom tiền đến con số, mà tụi nó vừa mới được, linh hồn ông Phước vô tình mách nước. Đến chiều hôm sau, khi bản nhạc tan cửa nát nhà kết thúc, chưa được 30 phút cả hai đứa chúng nó như bị rổ dại mà lao ra khỏi nhà, nhảy nhót hát ca. Bởi vì tụi nó vừa trúng cả đầu lấn đít một số tiền lớn lắm Thế là sau 5 giờ Hai con sâu đẻ ấy Một bước lên làm đại gia luôn Cái việc linh hồn ông Phước Chú ở gốc me cho số tụ kia đánh Chả biết là do ông có tài phép thật Hay là nhờ vào phúc phận của tụi nó Mà sau cái đợt ấy Người ta lại đồn ẩm lên Rằng là ông Phước linh lắm xin gì được nấy Mà phải nói linh nhất Là cái khoản cho số đánh lô Thế là từ cái lời đồn ấy Ngày nào linh hồn ông Phước cũng được hít khói nhang Từ những người đến để cầu xin ông Đủ thứ chuyện trên đời Đến cả cay mắt Số người đến với ông ngày càng nhiều Người sống có cơm thừa cơm mứa Thì ở đây linh hồn ông Phước Cũng có khói thừa lọc vãi Cũng nhờ có những thứ đó Mà ông Phước có thêm mấy người bạn Là mấy con phong chết đường chết chợ Đến để hưởng ké ông chút nhang khói cho ấm bụng Tụi này cũng biết điều với lại có mấy cái vong này tới linh hồn của ông cũng cảm thấy bớt cô đơn phần nào cho nên ông cũng vui vẻ sang sẻ cùng tụi nó miếng ngọt miếng bùi hàng ngày linh hồn ông phước trong cây me mặc dù được hít nhang nhiều nhưng cũng chẳng lấy gì làm thoải mái khi cứ phải nghe những lời cầu xin của mấy người kia đến ủ cả tai đau hết cả đầu còn bọn vong hồn kia thì thích thú lắm những hôm trăng thành gió mát tranh thủ lúc không có người đến xin số tụi nó lại kể cho ông nghe về đủ thứ chuyện trên đời. Từ cái việc hù cho đám con nít sợ đến mất mật, cho đến việc dẫn bà già đi vòng quanh nghĩa địa, để cho con cháu của bà ấy đi tìm khóc sưng hết cả mắt. Sau những câu chuyện ấy, cả lũ vong hồn bu xung quanh ông Phước lại được dịp phá lên cười khanh khách, cổ vũ cho con ma đang kể chuyện. Những lúc như vậy, ai mà yếu bóng vía vô tình đi qua nghe thấy, chắc chắn lạnh sống lưng có khi lăn đùng ra đất ngất luôn vài ngày còn ông thì cũng chẳng quan tâm đến mấy cái trò quậy phá ấy cho lắm bởi vì ông già rồi không thích quậy phá với lại có thích thì cũng đâu thể thoát khỏi cây me này để đi theo mấy cái vòng bên cạnh mình mà chọc phá người ta nhưng rồi cái thời huy hoàng nào cũng phải qua đi hết khi mà đời sống người dân ngày càng cải thiện cùng với chính sách bài trừ mê tín dị đoan họ bắt đầu tin vào khoa học hơn là những điều thần bí ma quỷ. Cứ thế, số người đến xin lễ ở cái gốc mè ngày càng thưa dần, cho đến khi không còn một ai. Vậy là cái gốc mè ấy lại trở về với sự cô đơn lạnh lẽo giữa khu vườn đầy cỏ mọc cao đến quá đầu gối người, càng làm cho không gian trở lên âm u lạnh lẽo vào những đêm tối trời. Bọn vong hồn vất vưởng từ khi không có người đến cúng, tụi nó bỏ hồn ma ông Phước cùng với cây me ở lại, kéo nhau rời đi nơi khác có nhiều khói nhang hơn để mà hưởng sáng nhang đèn của muôn dân chăm họ. Nói tất cả bọn họ là một lũ vong hồn chỉ biết đến với ông, những lúc ông sung sướng cũng không đúng lắm. Bởi vì vẫn còn có linh hồn của một ông lão ăn xin, còn vương vấn nơi này mà ở lại đây. Ông Phước chẳng biết ông ta giả yếu lười đi hay là có cảm tình với nơi này thật, nhưng cũng thôi kệ, có còn hơn không. Từ đó hai người kết thân với nhau lắm Những đêm trăng sao lẫn lộn hồn ma lão an xin Lại cùng với ông Phước chia sẻ tinh hoa từ đất trời Hoặc vào những dịp cúng rằm hay mùng một Cả hai lại được hít ké chút mùi khói nhang của gia tiên mấy nhà gần đó Theo gió quấn vào bên trong khu vườn Cả hai người À không hồn ma ở trong khu vườn ấy Trải qua những ngày tháng đắng cay ngọt bùi Khi thì nhang khói ngập mặt Không cả kịp hít lúc thì chả có chút hương thơm nào bay vào mũi linh hồn hai ông. Có lần mấy thằng nhóc trai trai tụi nó chui vào đây, hút thuốc tập làm người lớn. Hai ông lại ngỡ là khói nhang cùng nhau hít lấy hít để, làm cho tụi nhóc đó vô tình bị nhiễm âm khí, về nhà suốt ly bì mấy tuần liền. Chạy chứa mãi mà vẫn chẳng khá hơn chút nào. Người nhà tụi nó biết con mình vào cái nơi mà khi xưa ông Phước treo cổ chết. Mặc dù không tin ma quỷ cho lắm nhưng vì ông bà tuổi nó bắt đi mua đồ lễ để cúng tạ tội với ông Cầu cho vong linh ông Phước số để Thương tình mà bỏ qua cho tụi nó Vậy là linh hồn của ông Phước và lão An xin giả Được một bữa đánh chén no say Khói nhang lẫn cả mùi thơm sôi thịt Sau cái lần tạ lỗi ấy Chả biết do họ thành tâm Nên linh hồn ông Phước thương tình bỏ qua cho Hay là âm khí nhiễm trong người mấy thằng nhóc đó Lâu ngày tự tan biến mà tụi nó khỏe lại ăn uống chạy nhảy như thường cũng kể từ đó người dân xung quanh khu vườn lại phải đeo thêm cái tâm lý sợ vong hồn ông phước từ trong cây me hiện ra hù dọa họ mặc dù ông không hề có cái ý định ấy mỗi lần có việc phải đi ngang qua cái cây me ấy họ thường đi thành nhóm ba bốn người hoặc nếu có đi một mình thì cũng chọn cái lúc mặt trời chiếu sáng mới dám đi qua chỗ ông còn không thì dẹp khỏi đi cho an toàn Điều đó làm cho ông khá là buồn lòng Bởi lẽ khi sống ông có hủ dọa ai bao giờ đâu Bây giờ chết trở thành hồn ma cũng vậy chứ Đầu ra cái kiểu cưa tự tử chết đi Là thành oan hồn uổng tử Chuyên đi nhát người Đấy nói đầu cho xa Mới cách đây mấy hôm Cái con mèo thổ tả của nhà nào Nó leo lên cây me Giữa cái lúc trăng lù gió mở Mà vênh cái mỏ lên Gạo đực nghe meo méo Làm cho mấy người đi ngang qua chỗ ông Nghe thấy sợ xanh mặt Bà Trần bốn càng chạy cứ như là ma đuổi Trong khi đó hai ông đây là ma Đã đuổi tụi mày đâu Nghĩ đến mà chán Với mấy cái người này hở ra một cái là đổ cho mấy oan hồn Chết ở gốc mè gốc mít chọc phá Mà chẳng thèm tìm hiểu xem Có phải là họ làm Hay chỉ là sự suy diễn Trong cái lúc mất bình tĩnh Cũng nhờ cái đêm Con mèo dọa mấy người kia Lại thêm lời đồn nổ hơn pháo tết của mấy bà chuyên buôn dưa lê mà linh hồn ông Phước được người ta xây cho cái miếu nhỏ nhỏ để lâu lâu nhang khói cầu xin ông phù hộ cho này nọ và đừng hiện hồn ra hù dọa bọn họ. Thôi thì họ có lòng thì ông cũng chẳng từ chối. Mặc dù cái miếu ấy ông cũng chẳng thể chui vào ấy ở được. Đành nhượng lại cho ông Lão An xin lấy đó làm nơi tránh mưa nắng. Ông Lão An xin ấy nghe ông Phước nhượng chỗ ở cho mình thì tỏ ra vui lắm liền cảm ơn rồi chui vào bên trong ngôi miếu ấy ngồi chém chệ sau bát nhang từ khi được vào trong miếu ở ông lão an xin cũng nột xác hoàn toàn không còn là một hồn ma rách nát mà trở thành một vong hồn ăn mặc sạch sẽ tươm tất lâu lâu ông lão ấy lại rời miếu làm một chuyến đi dạo vài ngày sau đó quay trở lại mang theo những câu chuyện ông ta gặp được trên đường kể lại cho ông phước nghe những lúc nghe ông bạn già kể về sự đổi thay của thế giới con người linh hồn ông phước cũng cảm thấy đỡ buồn chán khi cứ phải chết dính với cây me già này nhưng rồi cũng đến một ngày lão an xin già cũng rời bỏ cây me cái miếu để lại linh hồn ông phước lẻ loi một mình chuyện là hôm ấy ông lão an xin nhân lúc rảnh rỗi liền nổi hứng muốn đi du ngoạn vậy là ông ta chào tạm biệt ông phước rời khỏi khu vườn đi về hướng đông Ông Phước ở lại chờ đợi người bạn già của mình đến mấy tháng trời Vẫn không thấy ông lão An Xin quay trở lại gốc mẹ Để kể cho nhau nghe những điều thú vị của cuộc hành trình Ông Phước nghe mấy con vòng bà Tám Chúng nó đồn với nhau rằng Linh hồn ông lão An Xin ấy Chẳng may đi vào một trận pháp của một ông thầy cao tay lắm Nên bị bắt đi mất tiêu rồi Nghe đầu ông ấy giờ này đã đi đầu thai chuyển kiếp gì đó Ông Phước nghe những thông tin chuyển miệng của đám vong hồn ấy cũng chẳng thể xác nhận được là đúng hay sai. Chỉ biết kể từ đó linh hồn ông Phước không còn gặp lại hồn ma ông lão An xin ấy nữa. Coi như là cái số của ông khi ở sống chịu lẻ bóng một mình thì lúc chết cũng một hồn cô đơn không ai bầu bạn. Điều đó làm cho ông cảm thấy rất buồn lòng. Vào những đêm trăng sáng ông thường một mình hướng ánh mắt lên trời cao mà than thân trách phận sau đó lại nhìn về phía cái miếu nhỏ, tưởng nhớ vong hồn người bạn già. Cái miếu ấy trải qua năm tháng cũng phủ lên một lớp rêu xanh, thi thoảng cũng có vài con vong lỡ đường ghé ngang qua gốc me. Tiện có cái miếu không ai ngự, mấy con vong ấy xin ông Phước cho mình ở tạm mấy hôm. Từ đó cái miếu thờ ông Phước trở thành một cái nhà trọ cho những oan hồn uổng tử ghé qua ấy làm chỗ trú chân. Bọn vong hồn này phải nói là đủ loại thành phần có phong sau khi được ông phước đồng ý cho vào tá túc thì tỏ ra rất lịch sự lại có phong trai chai khi vào bên trong miếu tiện có chai rượu của người dân gần đó cũng cho ông phước vào cái dịp rằm tháng 7 vừa rồi chúng xin ông lôi ra nhậu nhẹt tưng bừng sau khi hít hơi men say đến rụng cả cháy bọn này bắt đầu quậy phá hát ca rần rần ở trong khu vườn suốt cả một đêm cũng may là không ai đốt cho cái đám cô hồn này dàn karaoke chứ không thì tụi nó xây được cả cái nghĩa địa cuộc tình rồi lại khổ cho ông phước khi bị gia tiên nhà hàng xóm sang mắng vốn vì cái tội quậy phá không cho họ nghỉ ngơi linh hồn ông phước ở trong cây me nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng lắc đầu ngao ngán cho mấy cái tuổi này nhưng cũng đành mặc kệ cho chúng nó muốn làm gì thì làm kể ra có mấy cái vòng này ông phước cũng cảm thấy bớt cô đơn phần nào nhưng cho đến một ngày kia mảnh vườn này phải hứng chịu một cơn bão lớn Cả một đêm hôm ấy ông Phước cùng với cây me gồng mình chống chọi với những đợt gió mạnh khủng khiếp. Cho đến sáng hôm sau khi cơn bão đi qua, bỏ lại khu vườn, một vẻ xác sờ toàn là cây cối lớn bị ngã đổ. Cũng may là cây me nơi linh hồn ông Phước trú ngủ trải qua một đêm dài như thế vẫn còn có thể đứng vững. Tuy nhiên nó vẫn bị gãy, một vài cành nhỏ đủ làm cho linh hồn ông Phước cảm nhận thấy sự đau đớn từ những vết thương trên cây me ấy. Nhìn xuống cái miếu Bây giờ chỉ còn là một đống cạch vụn Còn linh hồn ông Phước sau một đêm dài Bị gió bão tấn công Cũng cảm thấy mình mẩy nhức mỏi Như mới đi gánh củi trên rừng về Nhìn lại cái công trình Người ta xây lên cho ông Bị sụp đổ sau một đêm Mà lòng ông cảm thấy buồn vui lẫn lộn Ông vui là vì từ đây Không còn con vong nào đến Chiếm cái miếu này Làm nơi tụ tập quậy phá Nhưng cũng buồn khi nghĩ đến những kỷ niệm Mà nó mang lại cho ông dù gì cái miếu nhỏ ấy cũng gắn bó với ông và cái gốc me này một thời gian rất dài. Người dân ở gần đó lúc đầu cũng có dự định xây lại cho ông Phước một cái miếu khác đẹp hơn. Nhưng rồi họ lại thôi. Chắc là vì gia tiên mấy người đó nửa đêm hiện về báo mộng, nhắc con cháu họ đừng xây nữa. Mặc dù ông Phước không được người dân xây lại miếu, nhưng ông vẫn được hưởng ké nhang hoa của gia tiên nhà hàng xóm. Bài quà của gốc cây me và những dịp cúng lễ. Hoặc là may mắn hơn nữa Thì có người nhớ đến ngày rỗ của ông Mà mang nhang đèn tới chỗ cái gốc mè Làm cái mâm cúng nho nhỏ Cho vong hồn ông Phước được an ủi phần nào Nhưng sau tất cả những điều ấy Ông vẫn cảm thấy vui vẻ vì cái chuyện Ông không còn bị ra tiền mấy người hàng xóm xa lánh nữa Khi xưa còn sống Ông và họ cũng chẳng ưng gì nhau Nhưng đến giờ thành ma cả rồi Lại thấy ông Phước không có ý gì xấu dần dần những điều xích mích ấy chẳng còn làm cho linh hồn gia tiên hàng xóm bận tâm nữa lại nói đến chuyện kết thân với mấy vòng hàng xóm dạo gần đây linh hồn ông phước mới có thêm một thú vui tao nhã mới ấy là nhìn gia tiên nhà hàng xóm chơi cờ tướng và hít hương thơm trà sen cái bộ môn này là do ông cụ tình là ông nội của anh tính ở ngay sát nhà ông phước mang qua gốc mè để đánh chung với mấy ông lão gia tiên nhà gần đó khi xưa còn lúc sống Cả hai người chả bao giờ nhìn mặt nhau Cũng là bởi ông Phước sống khép kín Cả năm không giao tiếp với ai bao giờ Sát vách mà không ngó mặt nhau Đầm đầm mấy người dân gần đó Người ta hiểu nhầm Rằng là hai cụ có mối hiểm khích Đến khi cả hai ngồi lại nói chuyện với nhau Thì đã thành người của cõi khác rồi mà cái tin hai ông ghét nhau nó vẫn còn được con cháu chuyển tay nhau nhắc lại cho đến bây giờ. Có mấy lần hồn ma ông cụ tình rồi bàn thờ ra tiên nhà anh tính Qua chỗ gốc mè để trò chuyện với vong hồn ông Phước Cụ tình có nói lại cho ông Phước biết Việc con cháu mình nhắc đến chuyện hiểu lầm của hai cụ Lúc còn sinh thời Vòng ông cụ tình bảo với hồn ma ông Phước Để ở hôm nào tôi về báo mộng cho chúng nó biết Chưa anh em mình vui vẻ ở đây Có ghét bỏ nhau đâu Mà tụi nó nói vớ nói vẩn linh hồn ông phước sau khi nghe ông cụ tỉnh nói cũng chỉ cười dáng bộ muốn xua tay ngăn lại mà khổ nỗi dính chặt hồn vào cây me nên chẳng thể làm cái động tác ấy được chỉ thấy mấy tán lá trên thân cây me khẽ rung lên một chút thôi cụ mình cứ ở đây vui vẻ là quý rồi còn mấy đứa nó tôi nghĩ kệ cho tụi nó có cái mà kể lại về chúng ta cũng vui chứ chẳng ảnh hưởng gì Nói đến đầy hồn ma của ông Phước khẽ cúi xuống Trên khuôn mặt mờ ảo hiện ra một nét buồn man mác. Tôi chỉ tiếc là bây giờ Cả cơ thể tôi bị dính chặt ở cái cây me này Không thể đánh với cụ một ván cờ cho đã cái tay Vòng ông cụ Tỉnh nghe bạn mình nói vậy Thì lựa lời an ủi ông Phước Quyền ông ráng tu tập cho tốt Vì vong cụ Tỉnh biết nguyên nhân tại sao Mà hồn ma ông Phước lại bị cây me này dính chặt không thể về âm tàu địa phủ để định tội. Cụ tình năm xưa khi còn sống vốn là một bộ đội, có huân chương chiến công hạng nhì, hạng nhất. Mấy cây đó khi chết mang xuống dưới, được các ngài quan binh âm phủ quý lắm. Chưa kể đến chuyện có lần ông cụ tình còn cứu cả một làng, khỏi bị tàn sát bởi quân địch. Cho nên khi chết xuống âm phủ, ông tỉnh được Diêm Vương có cân nhắc cho làm một cái chức quan nho nhỏ ở dưới coi âm có lần về địa phủ vong ông cụ tình mang chuyện hồn ma ông phước bị dính vào thân cây me kể lại cho phán quan nghe lúc đó cụ tình được phán quan cho xem một cuốn sổ ghi chép rồi ngày ấy giải thích cho cụ tình hiểu cụ thấy đấy con người trên trần gian dạo này bóng bánh lô đề thua xong kéo nhau đi tự tử nhiều quá qua một mùa đánh banh thôi mà tôi phải mói cả tay ghi lại danh sách mấy con cá nhảy cầu chết đuối rồi anh em quỷ say ở dưới lại phải vất vả mà xử lý tụi nó Vì cái lẽ đó tôi có tham mưu với cấp trên của chúng ta Rằng hễ có ai tự sát ở gần vật gì sẽ bị giam hồn vào vật đó Bắt họ ở lại nhân gian chịu đủ thứ khổ ải Rồi mới về địa ngục chịu tội sau Ông cụ tình hỏi phán quan Vậy ngài cho tôi biết Cái ông bị dính vào thân cây me khi nào mới được về đây chịu tội Phán quan hướng ánh mắt nhìn sang ông cụ tình rồi nói Linh hồn của người đó phải bị giam trong thân cây me Cho đến khi nào chịu đủ trăm đau vạn búa Rồi bị người ta đem ra làm củi đốt thành cho Đến lúc đó linh hồn của ông ta mới được phép về đây chịu tội Rồi phán quan dặn lại với cụ tình Lúc quay về nên khuyên ông Phước ráng mà sám hối tu tập cho tốt Để khi về dưới tội trạng cũng được xem xét giảm nhẹ đi một phần nào đó Chứ đừng có nghĩ mình là ma ngũ gốc cây chân cầu Có thể hù dọa người mà đi làm điều xấu Như là một số con ma nhảy cầu Sau khi chết bị dính linh hồn vào chân cầu Buồn buồn không có chuyện làm Lại chẳng chịu ăn năn sám hối Mấy con ma đấy này còn rủ thêm người khác nhảy cầu Chết theo cho vui Đến lúc về dưới địa phủ Lại bị lôi ra đánh cho tan hồn Hồn ma ông cụ tình sau khi rời địa phủ trở về liền đem những lời của phán quan nói lại cho linh hồn ông Phước được rõ. Ông Phước sau khi nghe xong những lời ấy thì không khỏi rùng mình ớn lạnh khi nghĩ đến cái cảnh toàn thân mình bị người ta mang ra trẻ thành trăm khúc sau đó lại phải chịu cái nóng khủng khiếp khi những khúc củi ấy được chất vào trong bếp lò bắt lửa cháy lên ngùn ngụt. Mà nói về kinh sám hối thì khổ nỗi hồn ma ông Phước lại chẳng biết một chữ nào trong đó để màn niệm bởi lẽ khi còn sinh thời ông phước chỉ đam mê đọc có một cuốn đó là kỹ thuật đánh lô bao ăn theo giấc mộng nhưng mà chắc là ông mua phải sách dòm cho nên chả bao giờ ông chúng dù là số tiền nhỏ nhất cái việc vong hồn ông phước muốn học kinh sám hối để giảm đi một phần nào đó tội lỗi mình đã gây ra nói khó cũng chẳng phải bởi vì trời đất vốn dĩ không mấy khắt khe với những vòng lầm lỡ muốn hướng đến con đường tu như ông Cộng thêm sự tận tâm của ông cụ tình mà vong hồn ông Phước có thêm một người thầy để ngày ngày tụng kinh niệm Phật. Và người thầy ấy cũng là một hồn ma của một vị sư già còn luyến lưu với những oan hồn uổng tử còn kẹt lại nơi trần thế khổ ai mà ở lại nhân gian giúp họ sớm tìm ra con đường siêu thoát. Ông cụ tình một lần đi về địa phủ để báo cáo tình hình hữu duyên gặp được thầy được sư kể lại cho nguyên nhân vì sao chết xuống đây. Chuyện là vong hồn vị sư ấy khi xưa tu tại một ngôi chùa sau núi, ngày ngày làm điều thiện nguyện, mong cho công đức của mình có thể giúp một phần nào đó cho mọi người. Nhưng số trời đôi lúc lại lắm éo le, người tốt lúc nào cũng chết trước kẻ gian tả. Hôm đó sư đi hành khất, ngang qua khu đường nọ, chẳng may trên đường đi gặp phải lũ cướp. Chúng đã lấy hết đồ của sư rồi, lại còn ra tay lấy mạng thầy linh hồn của sư sau khi chết đi được quan sai dẫn về cõi âm ở đây ai cũng thương mến ông còn chuẩn bị xem xét cho sư thầy về miền cực lạc tu dưới chân bồ đề để sớm có ngày đắc đạo thành tiên nhưng sư xin phép từ chối về đó bởi vì sư thầy còn một ước nguyện lớn đó là đi muôn nơi giao giảng những điều thiện lành sau mấy lần trò chuyện qua lại linh hồn ông tình và vị sư già kia cảm thấy mến cái tài đức của nhau từ đó họ bắt đầu kết thân. Trải qua năm tháng họ trở thành tri kỷ của nhau. Này nhận được lời mời của bạn thân là ông Tình, mời mình về khu vườn để dạy kinh cho một vong hồn. Sư thầy liền vui vẻ nhận lời theo vong hồn ông Tình, về đó để ngày ngày dạy cho hồn ma ông Phước cầu kinh niệm Phật, ăn năn sám hối. Nói gì thì nói, thầy tuy hiền tử nhưng vẫn có cái oai của nhà Phật. Cho nên lúc mới về chỗ gốc mè cái uy nghiêm ấy tỏa ra làm cho bọn cô hồn Vốn có tính quậy phá thỉnh thoảng ghé vào khu vườn Trông thấy sợ thầy một phép Không cả dám tác quái Cái lũ cô hồn này ngoài việc quậy phá ra Chúng cũng không hại ai phải phong mạng Lại được cái rất nghe lời sư thầy Cho nên sư kêu tụi nó ở lại học đạo luôn Vậy là từ đó mỗi đêm trăng thành gió mát Người dân cạnh khu vườn Nếu hướng đôi tai của mình về phía cây me già lắng tai nghe thật kỹ âm thanh gió thổi từ những tán lá họ có thể lờ mờ nghe thấy tiếng của ai đó đang đọc những lời kinh phật nhưng đó cũng chỉ là nếu như bởi vì người dân ở đây họ quá bộn bề với công việc đâu còn thời gian để mà quan tâm đến cái mảnh vườn từng một thời là nơi cho mấy bà già kể chuyện con ma gốc me hiện hồn để mà làm ngáo ộp đi bắt mấy đứa trẻ hư không chịu nghe lời cha mẹ những cái lời răn ấy linh hồn ông phước nghe lại cả đấy nhưng cũng chỉ mỉm cười mà cho qua chứ biết làm sao được đúng là khổ thần chả làm gì chọc phá lũ trẻ vậy mà khi không ông lại bị lời đồn biến mình thành con ngáo ộp thế có chán không cơ chứ trở lại cái việc học kinh của ông phước và cái đám cô hồn từ khi có sư về dạy kinh bọn chúng thay đổi tính nết trở nên ngoan ngoãn hẳn theo thời gian cũng chẳng còn một chút suy nghĩ xấu xa nào vương vấn trong đầu Diêm vương ở trong điện Diêm la nghe báo cáo lại việc đó Cũng lấy làm hài lòng lắm Bèn cho cấp dưới lên đưa đám cô hồn ấy về âm ti Xem xét cho bọn chúng sớm có ngày đầu thai chuyển kiếp Trở về trần gian tu thân tiếp Khi bọn cô hồn theo chân quan sai đi rồi Phong hồn ông Phước cũng có chút buồn tuổi Khi nhìn theo bóng lưng những người bạn đồng môn của mình Ông cũng muốn đi theo lắm nhưng vì tội nghiệp chả chưa xong nên đành phải ở lại chờ ngày về âm phủ chịu tội. Từ đó mỗi đêm, bóng hồn của ông Phước đều hướng ánh mắt lên trời cao, miệng niệm những câu kinh Phật mà ông được vị sư thầy truyền lại cho. Dù hôm đó thời tiết trăng sao mát mẻ hay mưa gió báo bụng. Học kinh văn cũng làm cho lòng ông thêm cởi mở vui vẻ hơn. Mấy bà cụ gia tiên nhà hàng xóm vốn dĩ thích đi chùa nghe kinh, lại thấy linh hồn ông Phước một lòng hướng về Phật Pháp Thì cũng quý mến ông lắm Lâu lâu họ lại mặc áo nâu Từ ban thờ nhà mình rủ nhau qua gốc mè Cùng với ông Phước và các vong hồn của ông cầu kinh niệm Phật Hay là những dịp con lễ trên chùa Họ đều mang về cho ông một ít xôi oản Gọi là lộc cửa Phật Để cho ông Phước thưởng thức Những cái món đó vong hồn ông Phước rất thích Vậy mà khi còn sống ông lại chẳng thèm quan tâm đến những món ngon đó Ngoài mấy con số hoặc là những giấc mộng Ông vẫn cũng buồn lắm khi mà bây giờ Ông rất muốn một lần được khoác lên người tấm áo nâu của Tăng Ni Phật tử Cùng với gia tiên nhà hàng xóm đi lễ chùa Nhưng lại không thể Vì thân ông đâu thể nào thoát khỏi đây Và tấm áo nâu ấy thân cây me giả Cũng chẳng thể nào mặc vừa Nghĩ đến chuyện đó Ông lại tiếc cho những tháng ngày mình còn là một con người sống ở nhân gian ông đã bỏ lỡ rất nhiều thứ mà cho đến bây giờ khi chết đi rồi hồn ma ông phước mới cảm nhận được nó đáng quý đến mức nào nhưng ông không thể lấy lại đành phải nhìn về phía xa xăm thốt lên hai chữ nếu như mà than thân trách vận mãi cũng đâu thể nào làm cho ông sống lại mà thực hiện những thứ mình thích thôi thì đành cố gắng để kiếp sau nếu có cơ hội đầu thai trở lại là một con người có lẽ ông sẽ đi tu để trở thành một vị sư nào đó Ông cụ tình biết ước nguyện của ông Phước cũng vui lắm Hồn ma ông cụ tình và mấy cụ gia tiên nhà hàng xóm Thường xuyên sang thăm hỏi động viên linh hồn ông Phước Cố gắng tu tập cho tốt Để sớm ngày thoát khỏi cảnh bị giam hồn trong cây me già này Những lúc có bọn họ qua chơi Ông cũng cảm thấy đỡ tuổi thân hơn Ngoài những giờ tịnh tâm đọc kinh Họ còn cùng nhau thưởng thức khói nhang Bàn tán về đủ thứ chuyện xảy ra ở cõi trần thế Là người mang thông tin đến cho linh hồn ông Phước nghe nhiều nhất Có thể kể đến bà Loan Ấy là linh hồn của một bà cụ bán hàng tạp hóa Cụ Loan mới lìa xa trần thế cách đây không lâu bởi một cơn bạo bệnh Khi sinh thời, người ta thường hay gọi bà Loan là cái cây thông tin cho khu phố Bởi thế khi chết đi, hồn mắc của bà vẫn mang theo cái sở thích là đi thu thập tin tức về kể lại cho mấy vong hồn khác nghe và vong hồn bà cụ Loan cũng tự xem đó là một thú vui tao nhã. Mà kể ra cũng hay, con cháu cụ Loan chắc là biết cụ thích xem tin tức, cho nên cách đây mấy hôm chúng nó đi tậu về một cái tivi. Phải nói là to tổ bố đặt ở nhà gần chỗ phòng thờ cụ. Vậy là bà cụ Loan lâu lâu ra xem tin tức thế giới, rồi thì lại lấy những cái ấy mang ra gốc mè, kể lại cho mọi người nghe. Mỗi lần có dịp tụ tập trà nước, mà nói gì thì nói cái việc người âm tụ tập ở đây ít nhiều gì cũng làm cho cái khu vườn này bị nhiễm âm khí điều đó dẫn đến việc một số cây trong khu vườn không chịu nổi cứ thế héo úa rồi lăn ra chết cuối cùng mảnh vườn ấy chỉ còn lại một cây me già đứng bơ vơ một mình cùng với linh hồn ông phước gặm nhấm thời gian trôi qua đêm hôm nay trời quang mây tạnh ánh trăng trên cao phủ ánh sáng vàng dịu xuống thân cây me Nơi ấy có hai hồn ma đang thưởng thức mùi trà tàu Hồn ma ông cụ tỉnh hít hít một hơi khói nhang thật sâu rồi mới quay sang Nói với vòng hồn ông Phước Tôi và ông cũng làm bạn với nhau một khoảng thời gian khá lâu rồi ấy nhỉ Linh hồn ông Phước khẽ thở dài Làm cho những tán lá rung rinh lay động Ờ cũng lâu lắm rồi tôi cũng chả nhớ Mà cụ này phòng hồn cụ tình dừng động tác hít khói nhang quay sang hỏi hồn ma ông phước sao ông cụ có thấy đời sống mọi người ngày càng được cải thiện hơn không đúng rồi giờ dạ, tôi thấy tụi nó sướng hơn mình ngày xưa nhiều cụ ạ à. hồn ma ông phước tặc lưỡi một cái rồi nói tiếp mấy thằng choài choài chúng nó sướng quá đầm đặt đổ đốn hết cả rồi cụ ạ à. Cha biết chúng nó học được ở đâu cái thói hút chích Nói đến đầy hồn ma ông Phước Hướng ánh mắt nhìn xuống dưới chân mình Thấy bên dưới gốc mè vứt đầy ống xi lanh Của cái bọn nghiện vứt lại sau cơn phê thuốc Đấy, cụ xem chúng nó Vứt đầy ống tiềm dưới chân tôi Chưa kể đến việc sau khi chích ma túy xong Có thằng còn cắm luôn kim vào thân cây Làm từ ngứa không chịu được Nói đến đây hồn ma ông Phước lại cảm thấy ngứa ngáy. Cái cây mè già này cũng đến nhiễm bệnh xì đà mà chết mất thôi của Hồn ông cụ tình nhìn về phía thân cây me Bị bọn nghiện cắm đầy ống tiêm Thoáng có chút rùng mình hỏi ông Phước Thế ông là ai Mà không dọa cho tụi nó sợ bỏ đi chỗ khác được à Thì tôi cũng có dọa ấy chứ Nhưng mà con ma gốc me như tôi đối với cái bọn nghiện tụt cả ló đít đấy chỉ là con mũi so với con ma tóe của tôi thì chả hại được cái đám ấy nhưng con ma túy nó mà vật thì chúng nó cứ phải nói là xui bọt mép sống chả bằng chết nói đến đầy hồn ma ông phước này thở dài một hơi trông có vẻ bất lực lắm đoạn ông nói tiếp Bị thế tôi có cố dọa mấy cái lũ nghiện ấy Chúng nó cũng không sợ bằng cái con ma túy đang hành xác Có thằng khi tôi hiện ra đuổi nó đi Nhưng mà khổ nỗi nó lại tưởng tôi chỉ là ảo giác khi phê thuốc Loằng quàng thế nào Nó lại nhìn nhầm tôi đã ông cụ thân sinh của nó Vậy là thằng ấy năng nặc đòi tôi Phải cho tiền nó đi mua thuốc về trích Mà khổ tôi không cho Nó lại lăn ra khóc lóc hứa hẹn đủ điều Đúng là tiền sư cái thằng mất dạy hồn mà ông cụ tỉnh buột miệng trời Thế thì tôi cũng đành phải bất lực Để cho chúng nó lấy gốc me, Làm nơi ở tụ tập hút chích Chứ cũng chẳng biết làm gì hơn Nói xong vòng hồn ông Phước lại ngửa mặt lên trời Hít một hơi thật dài cái mùi nhang trầm Của nhà ai mới thắp lên bay qua đây Có một ông cụ từ phía xa chống gậy đi tới Nhìn cái nét mặt khắc khổ của cụ Mà cả hai cũng thấy buồn buồn Hồn ma đó là ông cụ nghị hưởng dương 90 tuổi Hiện giờ đang ở trên bàn thờ Trong căn nhà cách đây độ trăm mét Khổ cho cụ khi còn sống cũng nghiêm khắc lắm Mà chả biết mấy đứa cháu cụ Nó lại không nghe lời Đâm ra cả bốn thằng cháu trai đều lan ra nghiện hết Hồn ma ông cụ nghị chống cây gậy gỗ đến bên gốc mè Ngồi tựa lưng vào ấy nghỉ mệt Cụ mới sang chơi Ông Phước chào Linh hồn ông cụ nghị khẽ gật đầu Đoạn thở dài cất giọng buồn buồn nói Hai ông thấy đấy Sự đời thật lắm méo le Cái lúc tụi nó có tiền thì chả sao Đến khi hết tiền không mua được thuốc Chúng nó lấy cả cái bát nhang bằng đông của tôi Rồi đem bán mua thuốc về hút hít với nhau Vòng hồn ông cụ tình Ngại nhắc đến chủ đề mấy thằng nghiện Lại làm cho hồn phách của nghị buồn Cho nên ông đánh chống làng nói qua chuyện khác Kể ra cũng sắp đến trung thu rồi đấy hai cụ nhỉ Ông cụ nghị gật đầu Ờ, ừ, thời gian trôi nhanh thật đấy Hồn ma ông Phước nói thêm vào Mới hôm nào Cái bọn nhóc còn rước đèn Qua cái thân me già này Vậy mà giờ chúng nó Có còn có cái cả rồi Linh hồn cụ tình Hướng ánh mắt nhìn về phía xa xăm Hồi tưởng lại những ngày thơ ấu Tuy rằng đời sống muôn phần vất vả nhưng trong con mắt hồn nhiên của cụ Nó vẫn vui tươi lắm Cho đến khi cụ tỉnh lên 8 tuổi Bọn giặc tràn về Chúng lê mấy chém đi đến đầu Đầu rơi máu chảy đến đó Cái bi kịch đó nó không hẹn Mà tự đến với gia đình cụ Vào một đêm mưa gió tối trời Bọn giặc bắt cha mẹ cụ ra sân Vì chúng nó nghi họ là người của cách mạng Cụ còn nhớ rõ Cái cảnh thẳng tay mũi lõ Dĩ mũi sống và thái dương của cha mẹ mình Rồi bóp cỏ cướp đi mạng sống của họ cái âm thanh chói tai cộng với cái mùi thuốc súng khét lẹt ấy Đến giờ vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cụ Sau cái đêm định mệnh ấy Bọn giặc đem xác hai ông bà thân sinh của cụ tình Ra bêu đầu ở giữa chợ Còn cụ thì bị chúng nó bắt lên nông trường cả mù cao su Cho đến một ngày Cụ gặp được một người trong đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân Đến lúc đó cụ mới biết hai chữ cách mạng Mà bọn giặc lấy cớ để giết cha mẹ mình là gì Từ đó ông theo cách mạng từ thanh niên sung phong rồi anh bộ đội cho đến giờ những thế hệ sau vẫn gọi cụ là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân để có được cái danh hiệu ấy cụ nghĩ đã phải đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình kèm theo đó là những vết thương hành hạ cụ cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay vì thế tám chữ ấy đối với cụ là một thứ gì đó thiêng liêng cao quý lắm nó không chỉ là niềm tự hào cho riêng cụ mà cho cả những thế hệ tiếp nối của cụ Đôi mắt linh hồn cụ tình bỗng chốc trở lên rưng rưng Cụ hít vào trong mũi một ngụm khí xương lạnh Bên kia phía nhà cụ Đứa con gái lớn của cụ tình Chắc là nửa đêm nhớ cha Cho nên đi ra bàn thờ thắp nhang Giữa cái lúc đêm khuya thành vắng như thế này Linh hồn cụ phước khẽ đung đưa tán lá me Nơi ấy vừa có một con chim cú mèo Vừa mới đi ăn đêm về nghỉ chân Đoạn nhìn qua phía cụ tình cất giọng hỏi Cụ lại nhớ về những ngày tháng phục vụ cho cách mạng đấy à? Hồn ma ông cụ tình khẽ gật đầu. Ờ, tôi hoài niệm một chút đấy mà. Còn ông thì sao? Hồn ma ông Phước trả lời. Tôi không có đi bộ đội. Vì hồi đó ông bà cụ nhà tôi thương tôi lắm. Họ tìm cách cho con trai mình khỏi phải đi ra chỗ tên bay đạn lạc. Nói đến đây nét mặt ông Phước hiện rõ lên vẻ tiếc nuối Chính vì sự cường chiều ấy cho nên tôi ở nhà mới sinh ra cái sự đổ đốn đi chứ. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn nuối tiếc nhất cái chuyện vợ con tôi vì cái sự cờ bạc của chồng mình mà phải bỏ đi biệt xứ từ đó đến nay. Nói đến đầy hồn mà ông Phước làm động tác như muốn cúi mặt xuống. Ông nhớ lại hình ảnh đứa con trai lên ba tuổi của mình. Lúc đó ông Phước là một người cha, nhưng chưa một lần nào ông quan tâm đến nó cho đến khi nó không còn ở bên ông nữa Ông mới giật mình đếm lại quãng thời gian Hai cha con ông còn ở bên nhau Phải nói là nó quá ngắn ngủi Ông chưa một lần dẫn nó đi lướt đèn Điều đó làm cho hồn ma của ông Phước có đôi lúc cảm thấy rất buồn Khi nhìn thấy cảnh mấy đứa bé được cha mẹ chúng nó Ấm thì trời dưới ánh trăng rằm Trên tay là những chiếc lồng đèn đủ mọi hình dáng Vong hồn ông cụ nghị hít một hơi tinh hoa của đất trời đoạn quay sang phía cây me cất giọng nói tôi thì thường là tụi nó no quá mới trở nên nghiêm khắc nhưng tôi lại chẳng bao giờ quan tâm xem mấy đứa con tôi chúng nó nghĩ gì và cần gì ở một người cha như tôi hồn ma ông cụ nghị nói đến đây bỗng dừng lại bởi vì tiếng chửi nhau kèm theo âm thanh đổ vỡ từ phía nhà cụ vọng tới chỗ khu vườn này chắc là cái đám cháu mất dạy của cụ chúng nó hết tiền hút chích lại quay về quậy phá gia đình đây mà Hồn ma cụ nghị chả buồn nói Thở hắt ra một hơi dài Vòng <laughs> hồn ông cụ tỉnh Cũng nhìn về hướng đó Mà lắc đầu ngao ngán Đoạn quay sang phía hồn ma cụ nghị nói Đúng là gia môn nhà cụ Thật là bất hạnh mà Cũng đành vậy thôi Tôi ngồi trên ban thờ Nhìn cái lũ phá giả chỉ tử ấy Riết cũng thành quen hồn ma cụ nghị cố nở một nụ cười khô khan trên khuôn mặt khắc khổ của mình cũng may là nó chưa bán cái nhà đi vì vậy tôi vẫn còn chỗ chui ra chui vào vong hồn ông cụ tỉnh vỗ vai cụ nghị nói nửa thật nửa đùa cụ cũng chả biết nó có làm cho không khí bớt ảm đạm hơn không vậy là cụ còn may mắn hơn hồn ma ông thống rồi đấy hôm nọ tôi qua bên ấy thấy bọn vay nặng lái chúng nó bề cái gì ảnh của ông ấy ra ngoài đường để hồn ma ông phước nghe đến đấy lại nhớ về cái bọn năm xưa cho mình vay tiền cái bọn này đúng thật là già không tha trẻ không bỏ mà đến khi chết rồi vẫn còn chưa được yên với chúng nó hồi đó lúc ông phước mới chết sau khi làm xong cái đám ma cả lũ chúng nó cũng có kéo qua để xiết ngôi nhà cùng với mảnh vườn này nhưng mà tội cho cái lũ đó chúng nó đen Khi mà vừa mới lấy của cải nhà ông Phước chưa được bao lâu Cái thằng đại ca của chúng nó chả hiểu thần hồn nát thần tính kiểu gì Mà mấy đêm liền nó nằm trên bao thấy Hồn ma ông Phước hiện về Mặt mũi tím ngắt Trên tay còn cầm theo một cái dây thòng lọng Choàng vào cổ nó lôi đi Cứ như là một con chó Bị ở bọn trộm câu đi Thằng này bản tính vốn sợ ma từ bé nay lại rơi vào cái cảnh này bị oan hồn mà chính nó bức tử chết quay về đòi mạng thì mất hết cả sự hổ báo cáo trồn sợ tới đồ trong giấc mơ mà nó đáy ướt hết cả quần sau mấy lần mơ với mộng nó đâm ra lo lắng đành phải cất công đi tìm một bà thầy bói ngày đầu là cao tay lắm lại được bà ấy phán cho mấy câu xoắn hết cả lên liền chi cho bà thầy bói ấy một số tiền không nhỏ để thỉnh một đống bùa về dán vàng cả cổng mong sao giữ được cái mạng không thì bị ông Phước bắt về âm phủ. Bộ bà thầy bói ấy chả biết con Linh hay không, mà người ta chỉ thấy thằng đại ca này bị công an bế lên đồn. Sau khi dán bùa được ba ngày, rồi thì người ta còn khui ra nó buôn bán ma túy số lượng lớn. Vậy là một thời gian sau nó cùng với bọn đàn em được người ta cho ra dựa cột xử bắn. Thế là thành ma cả lũ, cho đủ bộ. Từ đấy thằng đại ca nọ cũng hết sợ ma, mà cái mảnh vườn này cũng vô chủ cho tới bây giờ Giờ đây khi hồn ông cụ tình nhắc đến cái lũ ấy Lại làm cho vong ông Phước không khỏi cảm thấy rùng mình rung rinh cảnh lá Hồn ma ông Phước cất tiếng hỏi Thế sao tụi nó lại mang di ảnh ông ta ra ngoài đường vậy? Phong hồn ông cụ tính quay quán lắc đầu giải thích Thì cái thằng cháu đít nhôm nhà ông ta nghiện ngập cờ bạc Nó dâng cả căn nhà cho bọn vay nặng lái Để mà chui qua cái lỗ kim Tới ngày bọn kia đến xiết nhà Thế là cả người sống lẫn người chết ra đường đi lang thang hết Thế ông thống ấy hiện giờ ra sao rồi? Bọn ông cụ tình thở dài Sau đó hít một hơi khói nhang rồi mới trả lời tiếp Cái thằng đít nhôm của ông ấy Vứt cả di ảnh lẫn bát hương cho cốt của ông nó xuống sông Khổ, giờ ông ta đang ở cùng bọn ma ra Đã lên bờ được đâu có khi thành ma già cả rồi cũng nên Vòng hồn ông cụ nghị nói thêm vào Mà kể ra cái ông thống này khi xưa còn sống trên trần gian Cũng không phải là cái phường bất lương gì Vậy mà khi chết lại khổ thế không biết Linh hồn ông cụ tính hướng ánh mắt về phía vòng cụ nghị Đoạn cất giọng đều đều Là nhân quả cả thôi cụ ơi Khi xưa lão thống ăn của sông thì bây giờ phải làm ma ở sông để trả nợ cho hà bá thôi có trốn cũng trả được trả nợ cho hà bá ý cụ là sao hồn ma ông phước thắc mắc hỏi linh hồn ông cụ tỉnh nhìn về phía xa xa nơi đó có con sông lặng lẽ cuốn những đám lục bình trôi theo dòng nước cùng với bọn ma gia đang lặn ngục chờ đợi những người hợp phía lôi xuống thế mạng cho chúng nó đi đầu thai Chuyện là như thế này Hồn ma ông tình bắt đầu giải thích Ông Tống khi xưa lúc còn là Một con người bằng da bằng thịt Ông ta vốn dĩ là một tay ngư dân Có tài bắt cá rất cử khôi Mỗi lần ông ra sông đánh cá Là các tay đánh bắt khác Chỉ có xác định đi người không trở về nhà Vì bao nhiêu cá tôm Nó chui cả vào lưới Của nhà ông thống hết cả rồi Người khác may lắm thì được Vài ba con cá bé bằng cái nắm tay nhưng mà tất cả những việc đó không làm cho hà bá cùng với lũ ma gia quan tâm nhưng có một việc làm của ông đã làm cho bọn họ nổi giận lôi đình muốn đoạt mạng ông cho bằng được đó là việc ông thống thường xuyên cứu vớt người bị chết đuối trong cái cuộc đời dân trải của ông cái số lần ông cứu người chết đuối nhiều đến nỗi chính ông thống cũng không thể nào nhớ nổi mà cái số của ông thống đúng thật là được chấm cho cái lá tử vi chết nước không sai chút nào. Khi mà đêm hôm ấy ông trèo đỏ đi thả lưới, bị cả lũ ma già chúng nó lôi ra giữa dòng nước dìm chết. Đến ba ngày hôm sau, người nhà mới tìm thấy xác của ông ấy, mắc vào một đám cây lục bình trôi lập lờ trên sông. Người nhà cũng đành gạt nước mắt lo cho ông Thống, một cái lễ tang cho nó tươm tất. Sau đó một thời gian còn đi khắp nơi, tìm bao nhiêu là thầy, về đưa hồn ông ấy trở về nhà để không bị trở thành con ma ra mà hại đến tính mạng người khác. ấy vậy mà mọi chuyện có yên đâu. Khi mà bây giờ cái thằng nghiện biết nhồm nó lại tiến ông nó ngược ra sông trở lại. Đúng là đời mà. Cha nói trước được điều quái gì. Ông cụ tình thở dài có lẽ bao nhiêu năm sống trên đời cho đến giờ khi chết đi rồi cụ vẫn không thể biết trước được chữ ngờ hồn ma của cụ tình hít một chút hương thơm thanh tịnh bay ra từ mấy cây nhang trầm của đứa con gái lớn vừa mới thắp cho cụ khi nãy sau đó hướng ánh mắt nhìn lên tán lá me tôi à, nghe tin ở dưới nó sắp tới ngày ông phải rời xa nơi này rồi ông phước cũng chẳng tỏ ra bất ngờ cho lắm về cái ngày định mệnh sắp tới phong hồn ông và cây me giả này đã chuẩn bị cho cái ngày bị người ta đốn hạ lâu lắm rồi tuy nhiên nói gì thì nói linh hồn ông phước cũng còn rất lưu luyến cái nơi này ông chẳng biết sau này mình còn có cơ hội quay lại mảnh vườn này không hay là ly biệt từ đây thôi thì còn lại đêm nay mấy vong hồn ở lại hàn huyên tâm sự một hôm vậy cũng đủ rồi hồn ma ông phước hít một hơi thật dài mùi khói nhang quyện lẫn với mùi hương quen thuộc của lá me cứ thế bay vào trong mũi ông tạo cho ông phước một cảm giác thật khó tả Linh hồn ông Phước sau khi hít khói nhàng Cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng sáng khoái hơn Hồn ma của hai cụ lúc này cũng đã ra về Để ngự trên ban thờ gia tiên của nhà mấy cụ ấy Bây giờ chỉ còn một linh hồn của ông Phước cùng với cây me già Ở lại nơi đây chờ đợi đám công nhân ngày mai Đến để mang mình đi nơi khác Nhường chỗ cho con đường bê tông mới Sáng sớm hôm sau khi tiếng cả vừa cất lên Ông Phước nhìn thấy mấy người làm công trình mang đến một mâm đồ cúng đặt trước mặt ông. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự, ông phước đoán đó là chủ thầu. Đến trước mâm cúng thắp lên mấy cây nhang, sau đó cắm vào thân cây chuối miệng lầm rầm khấn vái. Nội dung lời khấn cũng chỉ là xin phép vong hồn chúng ngụ ở cây me cho họ được rời cái cây đi lấy chỗ làm đường. Với ông Phước thì chẳng cần phải bày vẽ tiền vàng làm gì Chỉ cần nói với ông một câu thế là đủ rồi việc họ bày đồ lễ nhiều như thế chắc là lại nghe ai đó đồn rằng ở cái gốc cây me già này có nhiều ma lắm quỷ không xin phép đàng hoàng chúng nó quậy cho méo mồm chết tươi chết dãy đành đạch thôi thì uh, thưởng thức ít khói nhang trước khi bị người ta đốn hạ cũng chả sao nghĩ vậy ông phước nhắm mắt thưởng thức khói nhang đang bài nghi ngút về phía ông Bên kia đám công nhân đợi cho nhang hết Chúng nó cũng đã chuẩn bị máy cưa Máy cắt đầy đủ Một lúc sau chúng nó bắt đầu thực hiện công việc của mình Một thằng nhỏ con trong đám thở Cầm cái cưa máy leo lên trên cành me Tay nó giật cho lưỡi cưa hoạt động Sau một vài thao tác rất nhanh gọn Những cành cây trên thân cây me giả Bị nó cắt lìa ném xuống dưới đất Linh hồn ông Phước chú trong thân cây me Cảm thấy đau đớn vô cùng nó giống như chính ông đang bị ai đó cắt lìa tay chân Hơn 15 phút sau Thằng kia tắt máy cơ tụt xuống dưới đất Lúc này cây me già cảnh lá xung xuê Chỉ còn chờ lại thân Cả buổi sáng hôm ấy họ cho mấy xúc vào Đào xung quanh cái gốc cây me để cắt hết mấy cái rễ lớn Cho đến chiều mấy người còn lại Cột cái dây xích lớn vào thân cây me Sau đó dùng một cái xe máy kéo nổ máy Bứng luôn gốc của cây me tiếng xe máy kéo vang lên toàn thân ông phước cảm nhận được đoạn xích sắt đang siết chặt tới cơ thể mình linh hồn của ông phước cảm thấy mình đang bị nghiêng về phía trước tiếp theo đó là một cơn đau thấu xương tủy đồ đôi đồ đôi tiếng mấy người công nhân la lên cơ thể ông theo cây me đổ rầm xuống đất bây giờ ông không còn biết gì nữa trước mặt ông là một màu tối đen cho đến khi ông mở mắt thì đã thấy mình được một cái xe tải kéo đi Linh hồn ông Phước cũng chẳng biết mình đi đâu Hành trình trước mắt ông còn rất dài Có thể vào xưởng mộc trở thành cái thứ gì đó Hoặc cũng có thể vào lò làm củi đốt Vòng hồn ông Phước gạt những suy nghĩ ấy qua một bên Đoạn ông hướng ánh mắt nhìn lại xe tải vừa đi qua Nơi ấy đang có mấy linh hồn cùng nhau đứng đó hướng về phía ông Đó là hồn ma ông cụ tình cùng với gia tiên nhà hàng xóm ra để tiến chân linh hồn bạn mình về một nơi xa xăm nào đó Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện ký sự ma gốc cây của tác giả Quyết Đô Một câu chuyện rất là nhẹ nhàng Mà cảm giác có một điều gì đấy rất là bình yên Bởi vì kể về cái cuộc sống của một linh hồn Sau khi ông Phước này mắc cái sai lầm đánh bài bạc thua lỗ, đánh lô đề thua lỗ và rồi dẫn đến việc ông ta đã phải tự tử chết. Nhưng đối cái cuộc sống của linh hồn ông Phước lại diễn ra khá là nhẹ nhàng, êm đềm và ông ta đã nhận ra rất là nhiều cái điều mà khi ông ta còn sống ông ta đã bỏ lỡ, ông ta đã không quan tâm tới. À, Thuận thấy câu chuyện này nó nó có một cái điều gì đó phải sử dụng từ là dễ thương dành cho cái câu chuyện này ha. Đấy là cái cảm nhận riêng của Duy Thuận thôi nha còn không biết quý vị cảm thấy tác giả quyết đô lần đầu hợp tác với kênh người dẫn đường coi âm với hai câu chuyện này thì cái lối văn của anh như thế nào câu chuyện có làm hài lòng quý vị hay không hãy để lại bình luận comment cho thuận được biết nha còn thuận thì cảm thấy khá là thích cái lối văn của tác giả quyết đô anh ấy sử dụng những ngôn từ rất là hay rất là đời thường nhưng mà nó có một cái gì đấy cảm giác rất là gần gũi và thân thuộc Đấy là cái cảm nhận của Thuận nhé <laughs> à, Có thể quý vị sẽ có những cái cảm nhận Và suy nghĩ khác Thuận Thì hãy để lại những bình luận cho Thuận được biết Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại Tất cả quý vị à, Hôm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau À tối mai chứ Chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc 21 giờ Trên kênh Người dẫn đường quay âm nhé Còn bây giờ thì à, Thuận, Thuận chúc cho tất cả quý vị Ngủ thật là ngon